Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 72. Giết sạch. Nghe thấy lời của Tần Quan, Thanh Liệt kia lập tức cười to, cười một cách vô cùng điên cuồng. Còn Trấn Nam Tuyết ở bên cạnh thì hơi đổ mồ hôi, Tần tiền bối này đúng là quá ngông cuồng. Đó là tộc tiên linh đấy. Giết sạch. Tiêu diệt tộc tiên linh. Thật sự quá ngông cuồng. Tần Quan bình tĩnh nhìn thoáng qua Thanh Liệt vẫn còn đang cười to kia. Mà sau khi cười một lúc, cuối cùng Thanh Liệt cũng dừng lại, lão ta nhìn về phía Tần Quan, chắc chắn đây là câu chuyện cười buồn cười nhất mà ta được nghe trong mấy trăm nghìn năm qua. Tần Quan mở lòng bàn tay, một vũ khí bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong tay bà ấy, sau đó bà ấy đè tay về phía Thanh Liệt. Trong nháy mắt, một cột sáng mạnh chợt dâng trào. Oanh! Thanh Liệt ở chân trời còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đánh bay đi xa mấy chục nghìn trượng. Mà khi dừng lại, cơ thể lão ta hoàn toàn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Trên mặt Trấn Nam Tuyết cũng đầy vẻ khó tin. Thanh Liệt cũng còn đang sửng sốt, lão ta nhìn Tần Quan phía xa, bà. Tần Quan chợt cất lời, tiểu ái. Bà ấy vừa dứt lời, một người phụ nữ lập tức xuất hiện. Tần Quan bình tĩnh nói, thêm tộc tiên linh vào danh sách tiêu diệt. Tiểu ái gật đầu, sau đó lấy một quyển sổ màu đen ra, viết ba chữ tộc tiên linh lên trên. Thanh Liệt ở chân trời nhìn chằm chằm Tần Quan, lúc này, cuối cùng lão ta cũng bình tĩnh lại, cũng nhận ra thư viện Quan Huyên này không hề đơn giản như thế. Phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ thế, Thanh Liệt lập tức nói, đi. Dứt lời, lão ta dẫn theo các cao thủ của tộc tiên linh muốn rời đi, nhưng lúc này, một thanh trường thương chợt phá không bay đến. Thời không lập tức nứt ra. Con người Thanh Liệt co lại. Sau một tiếng nổ vang vọng, Thanh Liệt lập tức bay ra xa, vào khoảnh khắc đó, thân thể vốn đã nứt của lão ta hoàn toàn nổ tung, chỉ còn lại linh hồn, mà lão ta vừa dừng lại đã có một thanh trường thương phá không bay đến, đâm thẳng vào giữa chân mày lão ta. Oanh! Thanh Liệt bị cố định tại chỗ, không thể di chuyển. Vào lúc những cao thủ của tộc tiên linh muốn ra tay, Thanh Liệt đột nhiên gào thét đi. Đi. Lúc này, lão ta đã hiểu bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của thư viện Quan Huyên, nhất định phải để những tiên linh vệ này trở về thông báo với tộc tiên linh. Nhưng sao Tần Quan có thể cho bọn họ trở về được? Tần Quan chợt nói, An cô nương, Niệm cô nương, làm phiền rồi. Bà ấy vừa dứt lời, một tia kiếm quang và một tia thương mang lập tức lóe lên. Chẳng mấy chốc, những tiên linh vệ kia đã bị giết chết toàn bộ. Thấy tiên linh vệ mà mình dẫn đến đều chết hết, Thanh Liệt cảm thấy cả người tê dại. Sao bên ngoài lại có một thế lực kinh khủng đến thế chứ? Thanh Liệt nhìn về phía Tần Quan, đang định nói chuyện thì Tần Quan lại vẫy tay, một tia lửa chợt bao phủ lấy lão ta, chẳng mấy chốc, Thanh Liệt đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Tần Quan cất lời, Ám U, thiếu chủ ở đâu? Ám U xuất hiện bên cạnh Tần Quan, cung kính nói, tạm thời không biết. Tần Quan gật đầu, tìm được thằng bé thì bảo nó về nhà. Dứt lời, bà ấy xoay người rời đi. Ám U cung kính hành lễ một lần nữa, sau đó lặng lẽ rời đi. Ở vị trí ban đầu, Trấn Nam Tuyết vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cao thủ của tộc tiên linh cứ thế bị giết sạch rồi ư. Đó là tộc tiên linh đấy. Rất lâu sau đó, Trấn Nam Tuyết lắc đầu cười khẽ, lúc này cô ta mới biết thì ra người nhà của Diệp công tử đều đáng sợ như thế. Trong tiểu tháp, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng trong biển mây, xung quanh hắn tản ra hơi thở mạnh mẽ, những hơi thở kia khiến biển mây không ngừng dao động, cực kỳ hùng vĩ. Đột phá cảnh giới nhân đạo. Xung quanh hắn và Ngao Thiên Thiên là mấy chục tổ mạch. Có thể nói bây giờ trong tiểu tháp thật sự là một thiên đường tu tiên. Không chỉ thời gian khác với bên ngoài, sự nồng đậm của linh khí cũng hơn hẳn những nơi khác ở bên ngoài. Tu luyện không chú tâm đến 5 tháng, cứ như thế đã mấy năm trôi qua. Hôm nay, Ngao Thiên Thiên đang ngồi xếp bằng trong biển mây chợt mở mắt, khoảnh khắc đó, toàn bộ biển mây lập tức sôi trào, sau đó, những long uy đáng sợ bao phủ trong toàn bộ tiểu tháp. Cảnh giới thiên đạo. Trong biển mây, Ngao Thiên Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Trong cơ thể cô ấy có long uy liên tục tản ra, biển mây xung quanh tản ra khắp xung quanh như sóng vỗ, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Một lúc lâu sau đó, Ngao Thiên Thiên vẫy nhẹ ống tay áo,
những long uy xung quanh cô ấy lập tức biến mất. Mọi thứ đều bình thường trở lại. Ngao Thiên Thiên lại mở mắt một lần nữa, cô ấy thở dài một hơi, trên mặt mang theo nụ cười, cuối cùng cũng đến được cảnh giới thiên đạo. Là long tộc, mỗi lần nâng cấp đều cực kỳ khó khăn, bây giờ cô ấy đạt đến cảnh giới thiên đạo, có thể nói là đã vượt qua tất cả tiên tổ trước đây của tộc Thiên Long. Bây giờ cô ấy là cao thủ mạnh nhất của tộc Thiên Long từ trước đến nay. Không chỉ về thực lực mà còn cả huyết mạch nữa. Có thể nói huyết mạch của con cháu cô ấy sau này cũng có thể được thăng cấp rất nhiều. Lúc này, dường như nghĩ đến điều gì đó, Ngao Thiên Thiên quay đầu nhìn sang, cách đó mấy nghìn trượng, Diệp Quân vẫn đang ngồi xếp bằng trong biển mây. Ngao Thiên Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, nhìn về phía hắn, trên mặt cô ấy chợt hiện lên một nụ cười quyến rũ. Cười gì thế? Lúc này, Diệp Quân vốn đang nhắm hai mắt đột nhiên mở mắt ra. Ngao Thiên Thiên bất ngờ cúi người hôn nhẹ lên trán Diệp Quân. Diệp Quân sửng sốt. Ngao Thiên Thiên cười khẽ, nhớ đến một vài chuyện trước đây. Diệp Quân hơi tò mò, một vài chuyện trước đây. Ngao Thiên Thiên chớp mắt, năm đó ta đi tìm huynh là vì muốn giết huynh. Diệp Quân cũng lập tức bật cười, lúc trước hắn và tộc Thiên Long suýt đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đúng là sự đời vô thường. Ngao Thiên Thiên chợt khẽ nói, cảnh giới nhân đạo. Diệp Quân thôi suy nghĩ, khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm xuất hiện. Cảnh giới nhân đạo. Sau khi cảnh giới thăng cấp, thực lực tổng thể của hắn cũng được nâng lên rất nhiều. Ngao Thiên Thiên chợt nói, dung hợp thử không? Diệp Quân gật đầu, được. Ngao Thiên Thiên khẽ cười, sau đó biến thành một tia kim quang bay vào người Diệp Quân. Trong nháy mắt. Một hơi thở long uy đáng sợ chợt bay lên trời từ trong người Diệp Quân. Diệp Quân chậm rãi siết chặt hai tay, lúc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể có một sức mạnh vô cùng vô tận, lúc này, hắn lại cảm nhận được cảm giác vô địch kia một lần nữa. Diệp Quân không khỏi lắc đầu cười khẽ, mỗi lần khi có cảm giác này đều sẽ bị người ta đánh. Không thể có cảm giác này được. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hít sâu một hơi. Ngao Thiên Thiên thật sự đã bổ sung vào những khuyết điểm của sức mạnh cơ thể, khả năng phòng ngự và lực lượng tinh thần của hắn, có thể nói bây giờ hắn gần như là hoàn mỹ. Dù không có kiếm Thanh Huyên, cao thủ cảnh giới 9 phần thần tính trở xuống vẫn không phải đối thủ của hắn. Nghĩ thế, Diệp Quân không nhịn được nở nụ cười dần tươi hơn. Hay là đấu tay đôi với nhị nha thử? Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Quân. Nhưng sau đó nhanh chóng bị hắn gạt đi. Tuy bây giờ hắn rất tự tin, cũng đã có cảm giác vô địch kia, nhưng trực giác nói với hắn nếu bây giờ đi tìm Nhị Nha, chắc chắn hắn sẽ bị đánh một trận. Đùa à, Nhị Nha là người có thể đỡ được cả kiếm Thanh Huyên đấy. Tuy hiện tại dưới sự gia trì của Ngao Thiên Thiên, cơ thể của hắn đã đạt tới một mức độ rất kinh khủng rồi, nhưng chắc chắn vẫn không thể bằng được kiếm Thanh Huyên. Lúc này, Nhược Mệnh xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ấy quan sát Diệp Quân, sau đó nói cảnh giới nhân đạo. Diệp Quân cười nói, phải. Nhược Mệnh cười khẽ chúc mừng. Diệp Quân quan sát Nhược Mệnh một lúc, sau đó nói, Nhược tỷ có thăng cấp không? Nhược Mệnh lắc đầu, bây giờ ta muốn tiến thêm một bước còn khó hơn lên trời, có thể nói đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nói đến đây, cô ấy cũng hơi bất lực. Muốn từ 8 phần thần tính lên được 9 phần thần tính thật sự quá khó. Diệp Quân trầm giọng nói, quyển sổ của thần nhất. Nhược Mệnh lắc đầu cười khẽ, trong quyển sổ của thần nhất cũng không có cách tu luyện lên 9 phần thần tính. Diệp Quân nhíu mày, không có sao. Nhược Mệnh gật đầu, theo suy đoán của ta, cảnh giới 9 phần thần tính này không thể đạt được theo cách tu luyện gì đó, có lẽ phải dựa vào bản thân mình. Diệp Quân im lặng. Đúng thế. Nếu có cách tu luyện gì đó, cao thủ 9 phần thần tính trên thế gian này cũng sẽ không ít như thế. Nhược Mệnh chợt hơi lo lắng, tộc tiên linh. Tộc tiên linh. Diệp Quân đột nhiên cảm nhận một lúc, sau đó hắn sửng sốt, Thanh Chi cô nương đâu? Nhược Mệnh nói, cô ấy đi rồi. Diệp Quân nhíu mày, đi rồi. Nhược Mệnh gật đầu, phải. Diệp Quân trầm giọng nói, cô ấy đi đâu? Nhược Mệnh khẽ nói, chắc ngươi sẽ biết cô ấy đi đâu. Diệp Quân thầm thở dài. Hắn biết Thanh Chi là người của tộc tiên linh, mà bây giờ hắn và tộc tiên linh lại là kẻ thù, vì thế đối phương ở lại nơi này chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Diệp Quân cất giọng nặng nề, ta lo lắng cho sự an toàn của cô ấy. Nhược Mệnh nói, có lẽ tộc tiên linh sẽ không đến mức đi tìm cô ấy ở khắp nơi, việc ngươi nên lo lắng bây giờ là tộc tiên linh sẽ đi trả thù gia tộc của ngươi. Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân chớp mắt, sau đó nói, có lẽ mẹ của ta đã đến thời đại cũ rồi. Dứt lời, hắn rời khỏi tiểu tháp, vừa định liên lạc với Ám U thì ông ta đã xuất hiện ngay trước mắt. Diệp Quân đang định nói chuyện, Ám U đã cung kính nói, thiếu chủ, các chủ bảo cậu về nhà. Về nhà. Diệp Quân khẽ nói, đúng là nên về nhà rồi. Dứt lời, hắn cười to, đi thôi. Sau đó, hắn và Ám U cùng biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tộc Tiên Linh. Tiên Linh Thánh Điện. Trong điện, Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân đều mang sắc mặt vô cùng khó coi, vì bọn họ vừa nhận được tin Thanh Liên và những tiên linh vệ đi ra ngoài đều đã chết. Thanh Liệt là cao thủ 8 phần thần tính, còn những tiên linh vệ kia đều là tinh nhuệ trong tộc, sao có thể chết hết được. Hai người đều biết bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Quân, cũng đánh giá thấp thế lực sau lưng hắn rồi. Chí Sư chợt nói, phải nghĩ cách thông báo cho tộc trưởng. Tư Pháp Linh Quân lắc đầu, ta đã thử liên lạc nhưng không được. Chí Sư im lặng một lúc lâu, sau đó lắc đầu, chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng lại. Còn bàn bạc kỹ lưỡng cái gì? Lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ ngoài điện, tiếp theo có một ông lão chậm rãi đi vào. Thấy người đến, Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân sửng sốt, Chí Sư kinh ngạc nói, Thanh Nghiệp trưởng lão, sao ngài lại xuất quan rồi? Thanh Nghiệp, Thái Thượng trưởng lão của tộc Tiên Linh, trong tộc Tiên Linh, ngoài những tiên tổ và tộc trưởng kia, lão ta chính là người có địa vị cao nhất. Nhìn thấy Thanh Nghiệp, sắc mặt Chí Sư lập tức trầm xuống. Bởi vì Thanh Nghiệp là ông nội của Thanh Liệt, bây giờ Thanh Liệt đã chết, sao Thanh Nghiệp có thể chịu để yên? Thanh Nghiệp đi vào đại điện, khuôn mặt lạnh như băng, Thanh Liệt bị giết, mấy tiên linh vệ cũng ra đi, tộc tiên linh ta đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục lớn thế này? Chí Sư trầm giọng nói, Thanh Nghiệp trưởng lão, đối phương có thể giết được Thanh Liệt trưởng lão thì thực lực hiển nhiên không đơn giản, chúng ta phải lên kế hoạch lâu dài. Tư Pháp Linh Quân ở bên cạnh cũng gật đầu, chuyện này khá kỳ lạ, phải liên lạc với tộc trưởng trước đã. Thanh Nghiệp cười khẩy, tham sống sợ chết. Chí Sư trầm giọng nói, Thanh Nghiệp trưởng lão, ông cũng biết thực lực của Thanh Liệt trưởng lão rồi đấy, nếu ông ấy không muốn đấu, dù mấy cường giả 8 phần thần tính cũng chưa chắc có thể ngăn được ông ấy, nhưng ông ấy đã ngã xuống, điều này có nghĩa là thực lực của người ra tay vượt xa 8 phần thần tính. Thanh Nghiệp hơi hít mắt, 9 phần thần tính. Chí Sư im lặng. Nói thật, lúc này trong lòng ông ta cũng hơi sợ hãi. Rốt cuộc người đứng sau Diệp Quân có phải 9 phần thần tính không? Nếu thật sự là 9 phần thần tính thì chuyện này thật sự rất phức tạp. Một cường giả 9 phần thần tính, cho dù là tộc tiên linh cũng không dám coi thường. Thanh Nghiệp lúc này cũng đã bình tĩnh lại, đúng thế, một cường giả 9 phần thần tính, dù là lão ta cũng phải thận trọng. Bởi vì thật sự không thể đánh lại. Tuy lão ta đã đạt tới 8 phần thần tính đỉnh phong, nhưng lão ta biết rõ, đối mặt với cường giả 9 phần thần tính, lão ta không có khả năng thắng. Thấy Thanh Nghiệp đã bình tĩnh, Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân thở phào nhẹ nhõm, may mà lão già này đã bình tĩnh lại, bây giờ họ chỉ sợ Thanh Nghiệp kích động, tiếp tục dẫn người đi giết Diệp Quân. Lúc này Thanh Nghiệp chợt nói, các ông cảm thấy phía sau Diệp Quân có cường giả 9 phần thần tính à? Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân im lặng. Chuyện này thật sự khó nói. Thanh Nghiệp cười lạnh lùng, nếu thật sự có cường giả 9 phần thần tính, sao tộc tiên linh của ta lại không biết? Chí Sư trầm giọng bảo, dù thế nào người phía sau Diệp Quân chắc chắn không đơn giản, chúng ta không thể bất cẩn được. Thanh Nghiệp tức giận nói, tên Diệp Quân đó ban đầu giết đại trưởng lão tộc tiên linh ta, sau đó lại giết Thanh Liệt, chuyện này đã truyền ra rồi. Nếu để mặc cho hắn ngông nghênh bên ngoài, người đời sẽ nghĩ gì về tộc tiên linh chúng ta? Chí Sư lại nói, vậy nếu sau lưng Diệp Quân thật sự có cường giả 9 phần thần tính thì sao? Mặt Thanh Nghiệp đầy khinh thường, ngoài kia bao nhiêu năm nay cũng chỉ có một mình thần nhất, sao có thể xuất hiện thêm cường giả 9 phần thần tính thứ hai được nữa? Tuyệt đối không thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chí Sư thấp giọng nói tiếp. Thanh Nghiệp trưởng lão, Diệp Quân tuổi còn trẻ mà đã yêu nghiệt như vậy, người phía sau cậu ta chắc chắn không đơn giản,
vì thế ta đề nghị nghĩ cách thông báo với tộc trưởng trước, để tộc trưởng đi thăm dò. Tư pháp linh quân cũng gật đầu, thanh nghiệp trưởng lão, tộc tiên linh ta chính vì bất cẩn và khinh địch nên mới tổn thất nhiều cường giả như thế, bây giờ không thể coi thường Diệp quân thêm nữa kẻo lại tổn thất nhiều hơn nữa. Cho nên đề nghị của ta cũng giống chí sư, thông báo cho tộc trưởng trước, chờ tộc trưởng về rồi tính tiếp. Thanh nghiệp im lặng. Chí sư tiếp tục nói, ta sẽ đích thân đến vũ trụ quan huyên điều tra một phen. Ông ta vẫn quyết định tự mình đi xem, bởi vì cảm giác nguy cơ ngày càng mãnh liệt, điều này khiến ông ta ngày càng bất an. Thanh nghiệp nói, lão phu đi cùng ngươi. Chí sư hơi do dự. Thanh nghiệp lạnh lùng nói, sao, sợ lão phu đi làm liên lụy đến ngươi à? Chí sư lắc đầu, đương nhiên không phải, nghiệp trưởng lão, bây giờ tộc trưởng không ở đây. Trong tộc cần người gánh vác đại cục, vì thế ông nên ở lại trong tộc thì hơn. Thanh nghiệp bình tĩnh nói, thế nào, người vẫn lo Diệp quân sẽ dẫn người đến tấn công tộc tiên linh à? Chí sư im lặng, với tính tình nóng nảy của Diệp quân, điều này thật sự không phải không thể. Lúc này thanh nghiệp lại nói, dài dòng. Nói xong lão ta hóa thành một tia sáng, biến mất nơi chân trời ngoài đại điện. Tư pháp linh quân trầm giọng bảo, chí sư, ông mau đi đi. Tính tình nghiệp trưởng lão nóng này, sợ là sẽ xảy ra chuyện không hay. Chí sư gật đầu sau đó xoay người biến mất tại chỗ. Thành Quan Huyên. Diệp quân đi theo ám u đến thành Quan Huyên, vừa về đến thành, hắn đã nhìn thấy tần quan đứng trên tường thành, bà mặc bộ váy vải bố trông vô cùng giản dị mộc mạc. Nhìn thấy Diệp quân, trên mặt tần quan cũng nở nụ cười. Diệp quân đi tới trước mặt tần quan, cười gọi, mẹ. Tần quan dịu dàng xoa đầu Diệp quân, nhẹ giọng nói, trưởng thành hơn nhiều rồi. Diệp quân cười, bây giờ con đã ở cảnh giới nhân đạo rồi. Tần quan mím môi cười, lợi hại rồi. Diệp quân bật cười vui vẻ. Lúc này, nhị nha và tiểu bạch xuất hiện, nhị nha liếm hổ lô không lên tiếng. Tiểu bạch bay tới bên cạnh tần quan, rất thân mật. Mối quan hệ giữa nó và tần quan vẫn rất tốt. Bởi vì trước đây tần quan thường xuyên cho nó những thứ mới mẻ thú vị. Tần quan xoa đầu tiểu bạch, sau đó nhìn Diệp quân, đi theo mẹ. Nói rồi bà dẫn Diệp quân đến một vùng tinh không. Mà trong tinh không này đã có một người phụ nữ mặc áo bào trắng tay cầm trường thương đang đứng đó, người này không ai khác chính là An Nam Tịnh. Nhìn thấy An Nam Tịnh, mí mắt nhị nha giật giật, cô bé lặng lẽ cất kẹo hồ lô đi, không còn đùa bỡn nữa mà trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy thế, Diệp quân không khỏi lắc đầu cười. Người nhị nha sợ nhất vẫn là An tiền bối. An Nam Tịnh nhìn Diệp quân, khẽ gật đầu, được đấy. Diệp quân khẽ cười, cảm ơn An tiền bối khen ngợi. An Nam Tịnh đột nhiên nói, so vài chiêu nhé. Diệp quân chớp mắt, chuyện này. An Nam Tịnh bảo, đừng nhiều lời. Nói rồi bà vung tay, trường thương xuyên qua không trung lao thẳng về phía Diệp quân. Nhanh như chớp. Diệp quân không dám sơ ý, lập tức kẹp hai ngón tay lại chỉ về phía trước, một thanh ý kiếm phá không trung đâm ra. Ý kiếm chấn động, Diệp quân bay ra cả nghìn trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, ý kiếm đã đột nhiên phóng ra từ trước mặt An Nam Tịnh. Vẻ mặt An Nam Tịnh bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán được, bà giơ thương lên chặn lại. Ý kiếm bị hất bay. Nhưng giây tiếp theo lại có một thanh ý kiếm khác phóng ra từ phía sau An Nam Tịnh, vẻ mặt bà vẫn không thay đổi, bà trở tay ném trường thương ra. Vút, thanh ý kiếm phía sau trực tiếp bị hất bay. Thấy thế, Diệp quân ở nơi xa sững sờ. Phòng ngự dễ dàng vậy ư? Diệp quân hơi khó tin. Phải biết là diên chỉ nhất kiếm này của hắn dù là cường giả tám phần thần tính cũng khó mà phòng ngự được. Mà An tiền bối lại có thể phòng ngự dễ dàng như thế. Quá khó tin. An Nam Tịnh hờ hững nhìn Diệp quân, đây là kiếm kỹ cậu mới sáng tạo ra à? Diệp quân gật đầu. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, tạm được. Tạm được. Vẻ mặt Diệp quân cứng đờ. An Nam Tịnh bình tĩnh nói, không phục à? Diệp quân gật đầu, ta muốn thử lại lần nữa. Nghe Diệp quân nói thế, nhị nha và tiểu bạch ở bên cạnh đều quay mặt đi. Không nỡ nhìn thẳng. An Nam Tịnh nhướng mày, bắt đầu đi. Diệp quân tiến lên một bước, trong nháy mắt, kiếm vực vô địch bao phủ An Nam Tịnh, giây tiếp theo vô số ý kiếm phóng ra từ kiếm vực. Kiếm vực thời không.
nhưng giây tiếp theo, An Nam Tịnh đâm ra một thương, thời không kiếm vực đã hoàn toàn vỡ tan. Tuy nhiên khoảnh khắc khi kiếm vực bị phá vỡ, ba thanh ý kiếm đột nhiên phóng ra từ xung quanh An Nam Tịnh. An Nam Tịnh vẫn bình thản, tay cầm thương vung lên. Phút phút phút, ba thanh kiếm đều bị hất bay. Đằng xa, Diệp Quân cười khổ, ta thua rồi. Nhưng lúc này, An Nam Tịnh cầm thương lại đâm về phía trước lần nữa. Keng! Một thanh ý kiếm còn chưa phóng ra từ thời không đã bị hất ngược trở lại. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân ngơ ngác, An tiền bối, người có thể cảm nhận được kiếm ẩn trong thời không của ta ư? An Nam Tịnh lắc đầu, không cảm nhận được, nhưng ta có thể cảm nhận được nguy cơ. Diệp Quân sửng sốt. Lúc này, Tần Quan ở bên cạnh chậm rãi đi tới, ý thức bản năng khi chiến đấu, số trận chiến An tiền bối của con từng trải qua nhiều hơn số cơm con ăn nhiều, vì thế tuy kiếm của con kỳ quái nhưng vẫn không thoát khỏi ý thức bản năng chiến đấu của bà ấy, vậy nên muốn đánh bại An tiền bối của con chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự, chẳng hạn như uy lực kiếm của con tăng thêm gấp trăm lần nữa. Nghe vậy, Diệp Quân lắc đầu cười. Tăng thêm gấp trăm lần nữa. Khi đó hắn đã giết được cả cường giả chín phần thần tính rồi ấy nhỉ. Nhìn Diệp Quân bất đắc dĩ, Tần Quan mỉm cười nói, ta đã sắp xếp xong Tuế Nguyệt Trường Hà, Vũ Trụ Quan Huyên và Chân Vũ Trụ rồi, đương nhiên muốn thiết lập một trật tự hoàn toàn mới thì không thể vội vàng được, chúng ta cần cân bằng lợi ích các bên, bởi vậy nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là ổn định những thế lực vũ trụ chúng ta thống trị trước, nói một cách đơn giản là trước mắt chúng ta cần đặt nền móng tốt. Diệp Quân nhìn Tần Quan hỏi, mẹ phải đi rồi à? Tần Quan gật đầu, con đường tiếp theo con vẫn phải tự đi mới được. Diệp Quân im lặng. Tần Quan dịu dàng xoa đầu Diệp Quân, đang định lên tiếng thì hắn khẽ cười bảo, con làm được. Tần Quan cười, mẹ tin con. Diệp Quân gật đầu, con sẽ dành thời gian về Vũ Trụ Quan Huyên một chuyến. Ra ngoài đã lâu, đã đến lúc nên trở về rồi. Dù sao nơi đó mới là căn cứ của hắn, hơn nữa đã lâu lắm rồi hắn không gặp Nạp Lan Ca. Tần Quan nói, hiện giờ con cũng nên thành lập đội ngũ của mình đi, tuy con có thể dùng người của mẹ, nhưng dù sao cũng không phải do con tự tuyển chọn, vì thế sau này khi chấp hành, sử dụng người con tự chọn sẽ thoải mái hơn. Diệp Quân cười, đúng thế, vậy khi nào mẹ đi? Tần Quan cười nhẹ, khi nào giải quyết xong tộc tiên linh? Đương nhiên nếu con muốn tự giải quyết cũng không phải không được. Diệp Quân cười, con muốn được ở bên mẹ lâu hơn. Tần Quan lắc đầu cười, được, vậy mẹ giải quyết tộc tiên linh giúp con xong sẽ đi. Diệp Quân chợt quay lại nhìn An Nam Tịnh, An tiền bối cũng phải đi ạ. Tần Quan gật đầu, đúng thế, không chỉ An tiền bối mà cường giả của Dương tộc cũng đều sẽ đi. Sắc mặt Diệp Quân lập tức trầm xuống. Tần Quan cười hỏi, sợ à? Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, bao nhiêu thế giới vũ trụ như thế, bỗng chốc giao hết cho con ư. Tần Quan gật đầu. Diệp Quân cười khổ. Tần Quan nói, đây là con đường của con, nếu mẹ còn giúp nữa thì không phải đường của con rồi. Diệp Quân gật đầu, con hiểu. Đúng lúc này, tinh hà phía xa chợt sục sôi, sau đó hai luồng khí thế mạnh mẽ quét tới. Diệp Quân im lặng, hắn biết là cường giả tộc tiên linh tới. Tần Quan nhìn Chí Sư và Thanh Nghiệp bước ra, khẽ cười hỏi, đầu hàng hoặc là chết, tộc tiên linh chọn một đi. Thanh Nghiệp, không thể cứu vãn, đầu hàng hay chết. Nghe Tần Quan nói thế, Thanh Nghiệp thoáng chốc bốc hỏa, lão ta phẫn nộ chỉ vào Tần Quan, ngông cuồng, đúng là ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất. Lão ta còn chưa nói xong, một thanh kiếm đã phóng ra từ trước mặt lão ta. Nét mặt Thanh Nghiệp lập tức thay đổi. Lão ta vung tay tung ra một quyền. Một khoảng kiếm quang bùng nổ, Thanh Nghiệp bay ra cả nghìn trượng, mà lão ta vừa dừng lại, cánh tay phải đã nứt ra, máu bắn tung tóe. Thanh Nghiệp thầm kinh hãi, lão ta nhìn Diệp Quân bên cạnh Tần Quan bên phía xa với vẻ mặt đầy khó tin. Trước khi đến lão ta đã biết thực lực của Diệp Quân không tệ, nhưng lão ta không ngờ thực lực của hắn lại đáng sợ đến thế. Diệp Quân hờ hững nhìn Thanh Nghiệp, nói chuyện với mẹ ta khách sáo một chút. Nghe Diệp Quân nói thế, Tần Quan nở nụ cười sán lạn. Sắc mặt Thanh Nghiệp cực kỳ khó coi. Lúc này Chí Sư từ từ bước ra, nhìn Diệp Quân, trong mắt ông ta thoáng qua vẻ phức tạp, Diệp công tử, chuyện này còn có thể thương lượng được nữa không?
Diệp Quân cười, Chí Sư, ông chắc chắn ông đến đây để thương lượng cùng ta chứ? Chí Sư cau mày. Diệp Quân cười nhẹ, ta liên tiếp giết mấy người của tộc tiên linh các ông, tộc ông sẽ chịu bỏ qua sao? Chí Sư im lặng. Diệp Quân nói tiếp, lần này ông tới chắc là để thăm dò thực hư thư viện quan huyên của ta chứ gì? Chí Sư khẽ gật đầu, phải. Lần này ông ta lựa chọn thẳng thắn, bởi vì Diệp công tử trước mắt là một người thông minh, giở trò trước mắt hắn không có ý nghĩa gì cả. Diệp Quân cười nói, vậy đã thăm dò được chưa? Chí Sư trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi là người thông minh, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Ta hỏi ngươi, phía sau ngươi có đại lão chín phần thần tính không? Nếu có thì giữa chúng ta còn có thể thương lượng, nếu không có, vậy thì thật sự không cần phải thương lượng nữa đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, có. Chí Sư nheo mắt, lúc này Diệp Quân lại nói tiếp, hơn nữa không chỉ một người mà là rất nhiều người. Trong mắt Chí Sư hiện lên vẻ phức tạp, Diệp công tử, ta đã thẳng thắn rồi, sao ngươi phải như vậy chứ? Diệp Quân nghiêm túc nói, ta không lừa ông. Sau khi im lặng một lúc lâu, Chí Sư nói, nếu Diệp công tử không muốn thẳng thắn thì chúng ta hành động đi, xem thư viện quan huyên của ngươi mạnh hơn hay là tộc tiên linh của ta mạnh hơn. Nói xong ông ta quay người cùng Thanh Nghiệp rời đi. Diệp Quân cực độ khó hiểu, hắn vẫn chưa đủ thẳng thắn à? Hắn hơi cạn lời. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân chợt hỏi, mẹ à, tông chủ quá khứ tông. Tần Quan chau mày. Diệp Quân nhìn Tần Quan hỏi, cô ta vẫn còn sống chứ? Tần Quan gật đầu, còn. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Không biết vì sao hắn lại thấy tông chủ quá khứ tông này còn nguy hiểm hơn cả tộc tiên linh. Tần Quan lại nói, đi luyện tập cùng An tiền bối đi. Diệp Quân quay đầu nhìn An Nam Tịnh bên cạnh, khẽ gật đầu, vâng. Nói thật, bây giờ hắn cũng muốn thực chiến, mà người có thể luyện cùng hắn trước đây chỉ có Nhị Nha, nhưng Nhị Nha ra tay không biết nặng nhẹ, dễ đánh chết người. Mà An tiền bối vừa khéo rất biết ý. Không chỉ thực lực cường hãn mà còn hướng dẫn hắn. An Nam Tịnh lên tiếng, đi theo ta. Nói xong bà ấy quay người, bay về phía nơi sâu trong tinh không. Diệp Quân đang định đi theo thì lúc này Tần Quan lại bảo, để Thiên Thiên ở lại với mẹ đi. Ngao Thiên Thiên. Nghe Tần Quan nói thế, Ngao Thiên Thiên trốn trong tiểu tháp bước ra, đi tới trước mặt Tần Quan, cô ấy hơi cúi đầu ngượng ngùng khẽ nói, mẹ. Mặc dù cô ấy đã thành hôn với Diệp Quân, nhưng dù sao hai người vẫn chưa phải vợ chồng chính thức, bởi vậy một số chuyện vẫn chưa thể quá thoải mái. Tần Quan cầm tay Ngao Thiên Thiên, cười bảo, người một nhà sau này không cần phải khách sáo đâu. Ngao Thiên Thiên gật đầu, dạ. Tần Quan nhìn Diệp Quân, con đi đi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Nói xong hắn ngự kiếm bay đi, biến mất tại chỗ. Nhìn Diệp Quân rời đi, trong mắt Tần Quan hiện lên vẻ dịu dàng, thằng nhóc này. Bên kia, Thanh Nghiệp và Chí Sư dừng lại tại một tinh vực, sắc mặt hai người đều hơi khó coi. Thanh Nghiệp gằn giọng, đầu hàng hay chết, thư viện quan huyên của hắn đúng là lớn lối. Sắc mặt Chí Sư cũng hơi khó coi, khu vực tiên linh chưa bị ai đối xử như vậy bao giờ. Ông ta biết giữa khu vực tiên linh và thư viện quan huyên đã không còn khả năng cứu vãn được nữa rồi. Thật sự là ngươi chết ta sống. Chí Sư thấp giọng bảo, dù thế này cũng phải lập tức thông báo chuyện này với tộc trưởng, đồng thời triệu tập cường giả của tộc tiên linh ở ngoài về. Thanh Nghiệp gật đầu, ta sẽ đến rừng sâu thần hư. Nói xong lão ta biến mất tại chỗ. Chí Sư quay về thành tiên linh, ông ta ngẩng đầu nhìn những ngôi sao chậm chậm bay qua, xòe lòng bàn tay, ngón tay bắt đầu bấm đốt, chẳng mấy chốc xung quanh ông ta đã xuất hiện những luồng năng lượng bí ẩn. Lúc này, những ngôi sao trên không trung thành tiên linh chợt tách ra, tất cả năng lượng bí ẩn thoáng chốc biến mất không còn dấu vết. Thấy cảnh này, Chí Sư ngơ ngác tại chỗ, sao lại thế này? Không thể tính trước được nữa. Điều này trước đây chưa xảy ra bao giờ. Nét mặt Chí Sư đầy khó hiểu. Lúc này, Từ Pháp Linh Quân xuất hiện bên cạnh Chí Sư, ông ta nhìn ngôi sao đã tách ra với vẻ mặt nghiêm trọng, lão Chí, thế này là sao vậy? Chí Sư lắc đầu, không biết. Từ Pháp Linh Quân nhíu mày, không biết. Chí Sư trầm giọng bảo, trước đây chưa xảy ra tình trạng này bao giờ. Sắc mặt Từ Pháp Linh Quân hơi khó coi, chẳng lẽ đây là điềm báo không lành?
Chí sư im lặng một lúc rồi lắc đầu, không cần lo lắng chuyện này. Tư pháp linh quân nhìn chí sư bình tĩnh nói, chúng ta đã tuyên chiến với thư viện quan huyên, nếu đã không còn đường lui thì không cần nghĩ những điều khác nữa. Tư pháp linh quân trầm giọng bảo, thật sự đã tới mức độ này rồi ư. Chí sư nhẹ giọng nói, bắt đầu từ khi Diệp Quân giết đại trưởng lão là giữa hai bên đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Tư pháp linh quân im lặng, đúng thế, từ khi Diệp Quân giết đại trưởng lão là giữa hai bên đã không còn khả năng hòa giải nữa rồi. Diệp Quân rất cứng, đương nhiên tộc tiên linh không thể sợ. Nếu mọi người đều cứng thì chỉ có thể lấy cứng chọi cứng thôi. Dường như nghĩ tới điều gì, tư pháp linh quân nói, thực lực của thư viện quan huyên. Chí sư lắc đầu, không sao. Nói xong ông ta quay người rời đi. Tư pháp linh quân cau mày. Trong một tinh không nào đó, Diệp Quân đứng trên kiếm, phía trước cách hắn 100 mét, An Nam Tịnh chắp tay sau lưng hờ hững nhìn hắn. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm ý vô địch trong cơ thể hắn tuôn trào, trong nháy mắt, mấy chục thanh ý kiếm biến mất. Diên trì nhất kiếm. Xa xa, An Nam Tịnh bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, một thanh kiếm chợt phóng ra từ trước mặt An Nam Tịnh, bà thậm chí còn chẳng dùng thương mà duỗi hai ngón tay ra kẹp nhẹ. Ý kiếm bị hai ngón tay của bà kẹp lại. Ngay sau đó, An Nam Tịnh liên tục phung thanh ý kiếm trong tay lên, trong nháy mắt, từng luồng kiếm quang xung quanh bà ấy đều bị thổi bay. Tất cả diên chỉ nhất kiếm của Diệp Quân đều bị chặn lại. Thấy thế, nét mặt Diệp Quân trầm xuống. Lúc này hắn mới nhận ra ở trước mặt cường giả thật sự, diên chỉ nhất kiếm của hắn chẳng có tác dụng gì. Ý thức chiến đấu phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể làm được thế này? An Nam Tịnh lên tiếng, đến lượt ta. Diệp Quân cả kinh, hắn còn chưa kịp phản ứng, An Nam Tịnh đã xuất hiện trước mặt hắn. Bùm! Trong giây lát, Diệp Quân đã bị đánh bay ra hơn nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại. An Nam Tịnh đã lại xuất hiện trước mặt hắn lần nữa, Diệp Quân vừa định rút kiếm thì một đạo quyền thế đã đánh vào ngực hắn. Diệp Quân lại bị đánh văng. Nghiền ép. Cứ như thế, Diệp Quân ở trước mặt An Nam Tịnh không có chút sức đánh trả nào, suốt cả quá trình đều bị đánh tới tấp. Một lúc lâu sau, Diệp Quân nằm trên đất, lúc này hắn cảm giác toàn thân rã rời. An Nam Tịnh đi tới trước mặt Diệp Quân, ngồi dậy nói chuyện đi. Diệp Quân vội vàng đứng lên, cung kính nói, An tiền bối. An Nam Tịnh bình tĩnh hỏi, biết khuyết điểm của mình chưa? Diệp Quân gật đầu, kinh nghiệm chiến đấu của ta còn ít. An Nam Tịnh gật đầu, tuy kiếm kỹ của cậu hiếm thấy, nhưng vẫn chưa đủ nhanh và mạnh. Diệp Quân do dự một chút rồi hỏi, tiền bối ở cảnh giới 9 phần thần tính ạ? An Nam Tịnh lắc đầu, ta không tu luyện cảnh giới. Diệp Quân sửng sốt. An Nam Tịnh bình thản bảo, không phải ai cũng tu luyện cảnh giới đâu. Diệp Quân im lặng. An Nam Tịnh lại nói, ta nhớ cậu cũng là võ thần. Diệp Quân cười khổ, ở trước mặt tiền bối, ta nào dám xưng võ thần. Phải nói là ở trước mặt An tiền bối này, võ thần của hắn chỉ là chuyện cười. An Nam Tịnh bỗng cười, thiên phú của cậu hoàn toàn có thể kiếm võ song tu, thậm chí dung hợp cả hai điều. Diệp Quân nhíu mày, dung hợp. An Nam Tịnh gật đầu, đúng thế, kiếm tu và võ thần không mâu thuẫn, chỉ là sau này cậu chú trọng kiếm đạo hơn, vì thế ý thức võ thần của cậu yếu dần, có muốn kiếm võ song tu đều đạt tới cực hạn không? Diệp Quân không chút do dự lập tức gật đầu, dạ muốn. An Nam Tịnh gật đầu, vậy tiếp theo chúng ta phải luyện tập theo kiểu ma quỷ. Luyện tập theo kiểu ma quỷ. Diệp Quân sửng sốt. An Nam Tịnh bỗng nói, vào tháp. Nói xong bà ấy đưa Diệp Quân đi vào tiểu tháp. Tại một nơi bình nguyên, An Nam Tịnh chỉ về phía Diệp Quân, hắn phát hiện tu vi của mình đã bị phong ấn. Diệp Quân hơi khó hiểu. An Nam Tịnh cũng tự phong ấn tu vi của mình rồi nói, chúng ta đánh như thế này đi, khi nào cậu có thể đỡ được trăm chiêu trong tay ta thì lúc đó cậu có thể tự lập được. Trăm chiêu. Diệp Quân cười, được. Nếu nói đánh thắng An tiền bối thì hắn không mấy tự tin, nhưng chỉ trăm chiêu thì hắn vẫn có tự tin. Dù sao hắn cũng không quá kém. Lúc này An Nam Tịnh đột nhiên biến mất, Diệp Quân vô thức giơ tay lên đỡ, nhưng giây tiếp theo bụng hắn lại bị tấn công mãnh liệt, sau đó người hắn bay ngược ra ngoài.
mà trong lúc bay ra ngoài, hắn cảm thấy chân mình bị kéo lại, tiếp đó cả người bị đập mạnh xuống đất, hắn còn chưa phản ứng lại đã thấy bụng đau đớn và rồi người hắn lại bay ngược ra ngoài. Bên kia, Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, nói với vẻ mặt thương hại, cháu trai thảm thật. Tiểu Bạch ở bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ ý tán thành. Nhị Nha nhìn An Nam Tịnh, nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô bé chợt thấy sợ. Đúng là cơ thể cô bé rất mạnh, nhưng nếu đánh với An Nam Tịnh thì cô bé vẫn thật sự không thẳng được bà. An Nam Tịnh chắc chắn là đệ nhất võ đạo. Nhị Nha khẽ nói, An tỷ rèn luyện cháu trai như vậy chắc là do tỷ ấy cũng sắp phải đi rồi. Tiểu Bạch quay lại nhìn nhị Nha nghĩ một chút rồi nói, Bạch, chúng ta đi theo cháu trai hay đi theo An tỷ? Tiểu Bạch ngẫm nghĩ rồi chỉ vào Diệp Quân đang thét gào phía xa. Nhị Nha khẽ gật đầu, nghĩ giống ta đấy. Đi theo cháu trai thì hơn. Thằng cháu trai này dễ bị thao túng. Không thể quản được họ. Trong khoảng thời gian sau đó, mỗi ngày Diệp Quân đều điên cuồng chiến đấu với An Nam Tịnh trong tiểu tháp. Không thể không nói chiến đấu với An Nam Tịnh khiến ý thức và tốc độ chiến đấu của hắn đều được nâng cao. Mà dưới sự dạy bảo của An Nam Tịnh, cách sử dụng Diên Chỉ Nhất Kiếm của hắn cũng ngày càng kỳ quái, vì Diên Chỉ Nhất Kiếm vốn đã rất có ý thức rồi. Tuy thực lực được nâng cao lên rất nhiều, nhưng có một điều đáng tiếc là hiện tại hắn vẫn không thể đỡ được 10 chiêu của An Nam Tịnh. Mà lúc này hắn cũng mới hiểu ra, muốn qua được 100 chiêu trước An Nam Tịnh khó khăn đến mức nào. Nhưng điều này cũng khơi gợi ý chí chiến đấu của hắn. Chiến đấu. Chiến đấu một cách điên cuồng. Không biết đã bao lâu trôi qua, An Nam Tịnh đột nhiên dừng lại, bà ấy nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, im lặng không nói một lời. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, An tiền bối, vì sao dù ta có thay đổi như thế nào, tiền bối vẫn có thể đoán được dự tính của ta. An Nam Tịnh bình tĩnh nói, ý thức. Diệp Quân trầm giọng nói, ý thức của tiền bối mãi mãi cao hơn ta sao? An Nam Tịnh gật đầu, ta đã trải qua vô số trận chiến, một ánh mắt của cậu ta cũng có thể biết cậu đang nghĩ gì, muốn làm gì, ta cảm thấy kiếm của cậu quá nhàm chán. Diệp Quân im lặng. An Nam Tịnh nói tiếp, điều này cũng là bình thường thôi, kinh nghiệm chiến đấu của cậu quá ít, vì thế ý thức chiến đấu vẫn chưa đủ, cậu cần phải chiến đấu không ngừng. Diệp Quân trầm giọng nói, An tiền bối, ý thức chiến đấu là một kỹ xảo sao? An Nam Tịnh bình tĩnh đáp, ý của cậu là sau khi sức mạnh đạt đến một trình độ nhất định, tất cả kỹ xảo đều chỉ là mây bay, đúng không? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. An Nam Tịnh nhẹ nhàng lắc đầu, suy nghĩ của cậu sai rồi. Diệp Quân nghi ngờ. An Nam Tịnh giải thích, ví dụ như sức mạnh của cậu là 10, nhưng sức mạnh đối thủ của cậu cũng là 10 thì sao? Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi, khi sức mạnh tương đương, ý thức chiến đấu và kỹ xảo sẽ rất quan trọng. An Nam Tịnh gật nhẹ đầu, đúng thế, trừ khi sức mạnh của cậu đạt đến cấp bậc như cô váy trắng và ông nội của cậu, nếu đến cấp bậc đó, bất cứ kỹ xảo và ý thức chiến đấu đều chỉ là mây bay trước mặt họ, nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt đến cấp bậc như bọn họ chứ? Có lẽ sau này cậu có thể đến được cấp bậc đó, nhưng hiện tại vẫn phải từ từ tiến tới. Diệp Quân mỉm cười nói, ta hiểu rồi. An Nam Tịnh nói, kiếm kỹ này của cậu rất lợi hại, trong cùng cấp bậc, có lẽ không ai có thể ngăn cản được, nhưng nó vẫn còn không gian phát triển rất lớn, nếu như... Nói đến đây, bà ấy đột nhiên cười khẽ, ta sẽ làm mẫu cho cậu. Dứt lời, bà ấy tiến lên một bước, Diệp Quân còn chưa lấy lại tinh thần thì một thanh trường thương đã xông tới trước mặt hắn. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi. Vào lúc hắn muốn ra tay thì thanh trường thương kia chợt biến mất một cách kỳ lạ, cùng lúc đó, một thanh trường thương đã kề vào gáy của hắn. Diệp Quân ngây người. An Nam Tịnh mở lòng bàn tay, trường thương quay lại trong tay bà ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân, hư hư thực thực, trong thật có giả, trong giả có thật, làm như thế có thể khiến đối thủ khó đề phòng hơn. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, học được rồi. An Nam Tịnh khẽ mỉm cười, cậu thử xem. Diệp Quân gật đầu, hắn tiến một bước về phía trước, sau đó, xung quanh xuất hiện một khung cảnh kỳ lạ, từng thanh ý kiếm nối đuôi nhau xuất hiện, nhưng lại biến mất một cách khó hiểu. Người bình thường hoàn toàn không biết được thanh kiếm nào là sát chiêu chân chính. Diệp Quân càng luyện càng hưng phấn. Cứ thế dưới sự chỉ bảo của An Nam Tịnh,
ý thức chiến đấu và diên trì nhất kiếm của Diệp Quân trở nên ngày càng đáng sợ hơn. Chẳng mấy chốc đã 10 năm trôi qua. Lúc này dù Diệp Quân vẫn không thể đỡ được trăm chiêu của An Nam Tịnh, nhưng ý thức chiến đấu và diên trì nhất kiếm của hắn đã đạt tới một tầm cao mới. Hơn nữa hắn còn có thể so đấu mấy chục chiêu với An Nam Tịnh. Đừng thấy đó chỉ có mấy chục chiêu, chỉ Diệp Quân biết rõ đây là chuyện kinh khủng đến mức nào, vì từ chiêu thứ nhất, mỗi một chiêu tiếp theo đều là dự tính, chống lại dự tính. Hắn có thể đối chiến mấy chục chiêu với An Nam Tịnh đã là một chuyện đáng sợ lắm rồi. Sau khi đỡ chiêu thứ 50 của An Nam Tịnh, Diệp Quân quyết định dừng lại rồi ngồi sụi lơ dưới đất, lúc này hắn đổ mồ hôi như mưa, không còn chút sức lực nào cả. Thật sự là mất hết sức lực. Cường độ chiến đấu thế này làm tiêu hao rất nhiều lực tinh thần, vì hắn không dám thả lỏng một phút giây nào, vẫn luôn tập trung tinh thần, mà dưới cường độ chiến đấu cao như thế, có thể nói là hắn đã đạt đến một giới hạn của mình hiện tại rồi. Mà điều này cũng cho Diệp Quân biết một điều rằng, đó là trước lúc này hắn chưa từng đạt đến giới hạn của mình bao giờ. Rất nhiều lúc nếu ngươi không ép buộc bản thân mình, ngươi thật sự sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân sụi lơ dưới đất, trong lòng âm thầm gật đầu, bà ấy vẫn khá hài lòng với biểu hiện của Diệp Quân. Thiên phú tốt, chịu học hỏi, chịu cố gắng, không sợ khổ. 10 năm qua, Diệp Quân gần như tiến bộ với tốc độ có thể nhìn thấy rõ ràng, bà ấy thấy rõ những vất vả mà cậu phải chịu, nếu là người bình thường hoàn toàn không thể chịu được lâu như thế. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, An tiền bối, ta đã đạt đến giới hạn của mình rồi sao? An Nam Tịnh hỏi ngược lại, bản thân cậu cảm thấy thế nào? Diệp Quân cười nói, có lẽ là chưa. An Nam Tịnh gật nhẹ đầu, vậy thì chính là chưa. Chưa. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhanh chóng điều động cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh khôi phục cơ thể mình. Không lâu sau đó, thân thể hắn gần như đã hồi phục. Diệp Quân đứng lên, sau đó nhìn về phía An Nam Tịnh, tiếp tục đi. An Nam Tịnh gật đầu, được. Sau đó, hai người lại chiến đấu một lần nữa. Tộc Tiên Linh. Từ sau khi Chí Sư và Thanh Nghiệp tuyên chiến với Thư viện Quan Huyên, cao thủ ở bên ngoài của tộc Tiên Linh đều vội vã trở về. Lúc này cao thủ của tộc Tiên Linh có thể nói là giận dữ vô cùng. Biết bao năm qua, chưa có thế lực nào dám vô lễ với tộc Tiên Linh như thế. Không đầu hàng thì phải chết. Đúng là ngông cuồng. Nếu không vì Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân ngăn cản, rất nhiều cao thủ tộc Tiên Linh đã tấn công đến Vũ Trụ Quan Huyên rồi. Trong Tiên Linh Thánh Điện, Chí Sư đang ngồi xếp bằng dưới đất, trong tay ông ta cầm một cái mai rùa. Khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn tiên đoán vận mệnh của tộc Tiên Linh, nhưng lại không thu hoạch được gì, tựa như thiên cơ đã bị che giấu, việc này khiến ông ta cực kỳ nghi ngờ, vì trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế bao giờ. Đối diện Chí Sư là Tư Pháp Linh Quân, sắc mặt Tư Pháp Linh Quân cũng rất u ám, vẫn không thu hoạch được gì sao. Chí Sư gật đầu. Tư Pháp Linh Quân cau mày. Chí Sư nhẹ giọng nói, khoảng thời gian này, trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy bất an. Tư Pháp Linh Quân trầm giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, dù sau lưng Diệp Quân có một cao thủ chín phần thần tính thì tộc Tiên Linh chúng ta cũng đâu cần phải sợ. Tộc Tiên Linh không cần sợ một cao thủ cảnh giới chín phần thần tính. Chí Sư lắc đầu, ông ta tinh thông bói toán, nhưng bói toán lại không có kết quả, khiến ông ta rất bất an. Lúc này, một ông lão đột nhiên bước nhanh vào trong đại điện, ông lão trầm giọng nói, Thanh Nghiệp trưởng lão gửi tin đến. Chí Sư lập tức đứng dậy, đã có tin tức của tộc trưởng rồi sao? Ông lão gật đầu, đúng thế. Chí Sư hỏi, tộc trưởng nói thế nào? Ông lão trầm giọng đáp, tộc trưởng nói bên ngoài chỉ có một cao thủ chín phần thần tính. Chí Sư kinh ngạc nói, có thật sao? Ông lão gật đầu, có điều không thể chắc chắn có phải là người đứng sau Diệp Quân hay không, người này là tông chủ quá khứ tông ở Tuế Nguyệt Trường Hà, năm đó từng đến thời đại cũ, bây giờ cô ta đang ở quá khứ tinh, tộc trưởng bảo chúng ta đến hỏi người này trước, xem có phải cô ta là người đứng sau Diệp Quân không, nếu phải thì chuyện này phải đợi ngài ấy trở về rồi quyết định, nếu không phải thì chúng ta có thể tự giải quyết. Quá khứ tinh. Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân nhìn nhau, hai người đồng thanh nói, đi. Ba người nhanh chóng biến mất khỏi điện. Trong một lầu các, ở một tinh không tại thần chi giới.
hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Chính là Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi. Sau khi rời khỏi chỗ của Diệp Quân, Thanh Chi bèn đi tới nền văn minh thần chi, cô ấy cũng chỉ có thể đến nơi này thôi. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt chợt nhìn về phía Thanh Chi, vừa nhận được tin tức tộc tiên linh của cô tuyên chiến với thư viện Quan Huyên. Thanh Chi cau mày. Lâu Đắc Nguyệt lắc đầu, tộc tiên linh của cô nghĩ gì vậy? Sắc mặt Thanh Chi hơi khó coi. Lâu Đắc Nguyệt cười trân trọc, tộc tiên linh của cô thật sự là đang tự đẩy mình về hướng diệt vong. Thanh Chi trầm giọng nói, Đắc Nguyệt, người sáng tạo ra thời không đặc biệt kia thật sự là. Lâu Đắc Nguyệt thẳng thừng ngắt lời Thanh Chi, ta biết cô muốn nói gì, nhưng ta có thể cho cô biết ở thời điểm đỉnh cao của nền văn minh thần chi ta thì không chỉ có một cao thủ chín phần thần tính, nhưng họ liên thủ với nhau vẫn không thể sáng tạo ra thời không đáng sợ như thế. Người thử nghĩ người đứng sau Diệp công tử mạnh đến mức nào. Thanh Chi im lặng. Lâu Đắc Nguyệt nói tiếp, còn có thanh kiếm trong tay Diệp công tử nữa, dù ta không tận mắt nhìn thấy nó, nhưng theo miêu tả của cô, thanh kiếm kia có thể dễ dàng chém vỡ tiên linh ấn của tộc tiên linh các cô, chuyện này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa thực lực của người tạo ra thanh kiếm vượt xa tổ tiên của tộc tiên linh. Hai tay Thanh Chi chậm rãi siết chặt lại, thật ra những việc này cô ấy đều từng nghĩ đến. Chỉ là sâu trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Dẫu sao tộc tiên linh cũng là tộc của cô ấy. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cô ấy chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Chi, sau đó nói, bây giờ cô chỉ có một sự lựa chọn, đó là đứng về phía Diệp công tử. Thanh Chi lắc đầu, ta không muốn hắn xảy ra chuyện, nhưng cũng không muốn phản bội tộc. Ngu xuẩn! Lâu Đắc Nguyệt giận dữ nói, bây giờ việc cô phải nghĩ không phải là phản bội tộc. Mà là làm thế nào để giữ được nền văn minh của tộc tiên linh các cô, nếu bây giờ cô đứng về phía tộc tiên linh khiến Diệp công tử thất vọng, dù hắn không giết cô thì chắc chắn tình bạn giữa cô và hắn cũng sẽ phai nhạt, nhưng nếu bây giờ cô đứng về phía hắn, thì sau này lúc tộc tiên linh tai họa ngập đầu, dù cô không nói lời nào mà đứng ở đó, hắn cũng sẽ sinh lòng trắc ẩn, không tiêu diệt triệt để tộc tiên linh. Thanh Chi. Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói, đàn ông chính là như thế. Cô càng giúp hắn, hắn sẽ càng mềm lòng, ngược lại, nếu hắn trở nên cứng rắn thì sẽ không nương tay. Vì thế việc cô phải làm bây giờ là kiên định đứng về phía hắn, dù cô có thể bị mắng, nhưng hàng nghìn hàng vạn năm sau, người của tộc tiên linh sẽ cảm ơn cô. Thanh Chi lắc đầu, ta không muốn sử dụng những thủ đoạn này với hắn. Lâu Đắc Nguyệt khẽ thở dài, nhà đầu ngốc, chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Chúng ta phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Mà trong quá trình này sẽ khó tránh khỏi việc phải sử dụng chút thủ đoạn, chỉ cần không phải hại hắn, sử dụng chút thủ đoạn cũng chẳng sao. Thanh Chi vẫn hơi do dự. Mà Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nói, cổ lão. Một ông lão xuất hiện trước mặt Lâu Đắc Nguyệt bình tĩnh nói, triệu tập người của chúng ta, lập tức đi đến thư viện Quan Huyên. Ông lão hơi khó hiểu, đi đến, thư viện Quan Huyên làm gì? Lâu Đắc Nguyệt hơi bất mãn, ông nói xem đi làm gì? Diệp Quân là bạn đồng sinh cộng tử với ta, bây giờ hắn gặp nạn sao ta có thể mặc kệ được. Đi đi, gọi tất cả mọi người đến đây, bữa tối đến thư viện Quan Huyên rồi ăn. Ông lão, thư viện Quan Huyên. Hôm nay, Tần Quan đang bận rộn trong thư điện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một ông lão xuất hiện. Ông lão cúi chào Tần Quan, sau đó cung kính nói, các chủ, có một cô gái đến cầu kiến, cô ấy nói cô ấy là bạn của thiếu các chủ. Cô ấy còn dẫn theo rất nhiều cao thủ. Tần Quan đặt bút trong tay xuống, cho mời. Ông lão lui xuống. Chẳng mấy chốc, Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi chậm rãi đi vào dưới sự hướng dẫn của ông lão. Tần Quan nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt, khẽ mỉm cười, chào cô. Thấy Tần Quan, trong mắt Lâu Đắc Nguyệt lộ vẻ ngạc nhiên, vì cô ấy phát hiện người phụ nữ trước mặt không hề có chút khí thế nào, hoàn toàn không giống một người tu luyện. Thanh Chi cũng tò mò quan sát Tần Quan, người trước mặt là mẹ của Diệp công tử ư. Tần Quan cười nói, mời hai vị ngồi. Lâu Đắc Nguyệt cũng không ngồi mà chỉ hỏi, các hạ là mẹ của Diệp công tử sao? Tần Quan gật đầu, cười đáp, đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt mỉm cười, nghe nói Diệp công tử gặp nạn nên hai chúng ta đến giúp đỡ. Tần Quan chợt hỏi, cô nương đến từ nền văn minh thần chi sao? Nghe thấy thế. Lâu Đắc Nguyệt nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên, các hạ biết à? Tần Quan cười nói, người của ta từng điều tra.
Lâu Đắc Nguyệt nhìn Tần Quan, không nói gì. Tần Quan chậm rãi đứng dậy, bà ấy đi tới trước mặt hai người, cười nói, theo ta được biết, nền văn minh thần chi cũng đã từng chú trọng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, ta nghĩ chúng ta có thể trao đổi nền văn minh. Lâu Đắc Nguyệt hơi tò mò, Thư viện Quan Huyên cũng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật sao? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt lập tức thấy hứng thú, mỉm cười nói, vậy ta cũng muốn được mở mang kiến thức. Tần Quan cười nói, được thôi. Sau đó, bà ấy đột nhiên nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh, cô nương đến từ tộc Tiên Linh à? Thanh Chi khẽ gật đầu, phải. Tần Quan gật nhẹ đầu, cũng không nói gì thêm mà nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt, cười nói, hai vị cùng ta đi xem thử khoa học kỹ thuật của Thư viện Quan Huyên nhé. Dứt lời, bà ấy đi ra ngoài điện. Hai cô gái Lâu Đắc Nguyệt đều hơi tò mò nên vội vàng đi theo. Tần Quan dẫn hai người đi tới một vùng tinh không, cách mấy trăm ngàn trượng trước mặt ba người có một hành tinh màu xanh da trời lơ lửng, nhưng hành tinh cũng không lớn lắm, ở xung quanh hành tinh có năng lượng bí ẩn như nước gợn sóng không ngừng lan rộng ra. Lâu Đắc Nguyệt hơi tò mò, đây là gì vậy? Tần Quan cười nói, máy tiếp thu vũ trụ. Lâu Đắc Nguyệt nghi ngờ. Tần Quan giải thích, trong vũ trụ rộng lớn của chúng ta từng tồn tại vô số nền văn minh, mà những nền văn minh này đều từng để lại đủ các loại năng lượng trong vũ trụ, ví dụ như âm thanh, hình ảnh vân vân, mà máy tiếp thu vũ trụ có thể thu được những thứ này. Nói xong, bà ấy đột nhiên búng tay một cái, máy tiếp thu vũ trụ kia đột nhiên rung lên, ngay sau đó một hình ảnh bí ẩn hiện lên trước mặt ba người. Là hình ảnh nền văn minh của một thời đại. Sao có thể? Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt chợt kinh ngạc nói, đây. Đây là nền văn minh thần chi của chúng ta. Tần Quan khẽ gật đầu, đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt vô cùng khó tin, thứ này. Thanh Chi cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tái hiện lại nền văn minh cũ. Sao có thể làm được chứ? Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Quan, sao có thể làm được vậy? Tần Quan mỉm cười, muốn giải thích thì khá rắc rối. Nói một cách đơn giản thì máy tiếp thu vũ trụ này có thể tiếp thu được năng lượng trước đây, sau đó sẽ sử dụng một vài phương pháp đặc biệt khôi phục những năng lượng này thành hình ảnh ban đầu. Dứt lời, bà ấy ngẩng đầu nhìn máy tiếp thu vũ trụ ở phía xa, khẽ nói, bây giờ thứ này vẫn chưa hoàn chỉnh lắm, đợi sau này khi hoàn chỉnh hơn nó có thể mô phỏng hoàn toàn nền văn minh của một vũ trụ, từ khi ra đời đến khi hủy diệt. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói, các hạ đang nghiên cứu những nền văn minh này sao? Tần Quan gật đầu, đương nhiên phải nghiên cứu rồi, có rất nhiều nền văn minh có những điều đáng để học tập, ví dụ như nền văn minh thần chi của các cô, trình độ khoa học kỹ thuật của các cô rất phát triển, khiến chúng ta học được rất nhiều điều. Lâu Đắc Nguyệt cất giọng nặng nề, các người. Tần Quan khẽ mỉm cười, đương nhiên là ta phải có đội ngũ rồi, cô cũng có thể hiểu nó là Thư viện Quan Huyên. Lâu Đắc Nguyệt thấy hơi khó hiểu, Thư viện Quan Huyên của các người lớn mạnh như thế, vì sao lại không hề nổi tiếng trong vũ trụ rộng lớn này vậy? Thanh Chi cũng nhìn về phía Tần Quan, đây cũng là một điểm khiến cô ấy rất nghi ngờ. Tần Quan cười nói, vào lúc Tiểu Quân còn chưa xuất hiện, gia tộc chúng ta khá là khiêm tốn, mọi người sống rải rác ai làm việc nấy, mãi đến khi Tiểu Quân xuất hiện, gia tộc chúng ta mới tập trung lại với nhau chuẩn bị làm một vài chuyện. Vì thế trước kia những vũ trụ bên ngoài không biết đến chúng ta cũng là chuyện bình thường. Thanh Chi do dự một lúc thì nói, Tần các chủ, Thư viện Quan Huyên các người có cao thủ cảnh giới 9 phần thần tính không? Tần Quan cười khẽ, sau đó nói, 9 phần thần tính là mạnh nhất rồi à? Thanh Chi sửng sốt, mời một người đến. Tần Quan lắc đầu, 9 phần thần tính đương nhiên không phải mạnh nhất, theo ta được biết, trong cao thủ 9 phần thần tính cũng phân chia mạnh yếu. Ví dụ như người có thể tạo một đạo cho riêng mình sau khi đạt tới 9 phần thần tính mới là cao thủ thật sự, sau đó tiếp xúc đến nhân tính. Nói đến đây, bà ấy cười khẽ, nói xa quá rồi. Thanh Chi im lặng, cô ấy biết chắc chắn Thư viện Quan Huyên có cao thủ 9 phần thần tính. Tộc Tiên Linh tùy tiện khai chiến với Thư viện Quan Huyên thật sự là quá mạo hiểm. Lúc này Lâu Đắc Nguyệt ở bên cạnh chợt nói, Tần các chủ. Máy tiếp thu vũ trụ này của các hạ đã tiếp thụ bao nhiêu nền văn minh vũ trụ rồi? Tần Quan suy nghĩ một lúc rồi nói, đến hiện tại đã có hơn mấy trăm nghìn nền văn minh vũ trụ cao cấp. Lâu Đắc Nguyệt nhìn về phía Tần Quan, nền văn minh thần chi của chúng ta có phải nền văn minh mạnh nhất trong đó không? Tần Quan lắc đầu, không phải.
Lâu Đắc Nguyệt cau mày, còn có nền văn minh mạnh hơn ư? Tần Quan cười nói, có. Lâu Đắc Nguyệt hơi không phục, nền văn minh gì vậy? Tần Quan đáp, theo những gì chúng ta quan sát đánh giá được thì có ba nền văn minh mạnh hơn nền văn minh thần chi. Thứ nhất là một nền văn minh trước nền văn minh thần chi. Nền văn minh này có tên là nền văn minh quy nhân. Nền văn minh này xuất hiện trước nền văn minh thần chi của các cô, cách nền văn minh của các cô gần 6 tỷ năm. Nền văn minh này cũng giống như nền văn minh thần chi, sau đó đã bị vũ trụ kiếp hủy diệt. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói, ta có biết chút ít về nền văn minh quy nhân mà các hạ nói, nhưng ta không biết thì ra nó có tên như thế. Vào năm đó, chúng ta cũng đã từng tìm hiểu về lịch sử, chúng ta biết ở trước chúng ta từng có một nền văn minh lớn mạnh vì nền văn minh này từng để lại một vài di tích bí cảnh, nhưng cũng không nhiều. Vì thế chúng ta cũng không thể biết được nền văn minh lớn mạnh đó rốt cuộc là nền văn minh gì. Nói đến đây, cô ấy nhìn về phía Tần Quan, nền văn minh quy nhân này thật sự mạnh hơn nền văn minh thần chi chúng ta sao? Tần Quan gật đầu, bọn họ có cao thủ 9 phần thần tính, là kiểu cao thủ có thể tạo ra đạo của riêng mình. Lâu Đắc Nguyệt im lặng. Có cao thủ như thế thì đúng là mạnh hơn nền văn minh thần chi, phải biết rằng vào thời điểm đỉnh cao của nền văn minh thần chi. Bọn họ cũng chỉ có cao thủ cảnh giới 9 phần thần tính mà thôi, chứ không có ai tạo ra được đạo của riêng mình cả. Thanh Chi chợt hơi tò mò, còn hai nền văn minh khác thì sao? Tần Quan mỉm cười nói, hai nền văn minh khác một là nền văn minh xâm lâm. Nền văn minh xâm lâm này là rừng sâu thần hư hiện tại. Rừng sâu thần hư này do nền văn minh xâm lâm trước đây để lại. Trước đây khi trải qua vũ trụ kiếp, bọn họ đã sử dụng một thần thông vô thượng rời cả tộc đi đến một vũ trụ khác. Thanh Chi tò mò hỏi, vũ trụ nào vậy? Tần Quan đáp, vẫn đang điều tra. Thanh Chi. Tần Quan lại nói, có một điểm có thể chắc chắn là người của vũ trụ thời đại cũ không thể đi tới vũ trụ đó. Phải nói rằng chỉ có cao thủ 9 phần thần tính mới có thể rời khỏi vũ trụ này, tiến hành di chuyển giữa các vũ trụ, mà nền văn minh xâm lâm này có thể rời cả tộc đi chứng tỏ thực lực không hề đơn giản. Nét mặt Thanh Chi rất nặng nề, đương nhiên cô ấy biết rừng sâu thần hư này. Vì hiện tại tộc tiên linh vẫn còn đang cho người đi thăm dò nó. Rời cả tộc đi. Đây là thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Rõ ràng tộc tiên linh hoàn toàn không thể sánh bằng. Nghĩ vậy, cô ấy không khỏi thầm thở dài. Tộc tiên linh có thể xem là mạnh ở thời đại hiện tại, nhưng khi nằm trong lịch sử của vũ trụ thì cũng chỉ như thế mà thôi. Tiếc là rất nhiều người của tộc tiên linh đều không hiểu điều này. Lâu Đắc Nguyệt chợt cất lời, còn một nền văn minh khác nữa. Thanh Chi cũng nhìn về phía Tần Quan khẽ mỉm cười, nền văn minh còn lại thì chưa biết. Lâu Đắc Nguyệt cau mày, chưa biết. Tần Quan gật đầu, đúng thế, nhưng chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Sở dĩ trước đây không thăm dò là vì khi chúng ta đến gần nền văn minh đó, máy dò xét vũ trụ này đã đưa ra một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, linh của máy dò xét vũ trụ liên tục đề nghị chúng ta đừng tiếp tục dò xét nữa. Vì thế chỉ có thể tạm dừng lại. Sắc mặt Lâu Đắc Nguyệt hơi thay đổi, vô cùng nguy hiểm. Tần Quan gật đầu, đây là chuyện chưa từng xảy ra khi thăm dò nền văn minh quy nhân và nền văn minh xâm lâm. Ta đoán có lẽ nền văn minh đó có cao thủ 10 phần thần tính, vì thế lúc đó chúng ta không thể không tạm ngừng. 10 phần thần tính. Nghe được lời nói của Tần Quan, Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi tỏ vẻ rất kinh ngạc. Phải biết rằng trong bao nhiêu năm qua, bọn họ cũng chỉ biết đến một cao thủ 10 phần thần tính là thần nhất mà thôi. Lâu Đắc Nguyệt thoáng chần chừ, sau đó nói, vậy bây giờ mọi người chuẩn bị thăm dò một lần nữa sao? Tần Quan gật đầu, đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt hơi nghi ngờ, không phải rất nguy hiểm ư? Tần Quan cười nói, cho nên ta đã mời một người đến bảo vệ. Lâu Đắc Nguyệt tò mò, mời một người đến bảo vệ. Tần Quan gật đầu. Bà ấy ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, khẽ nói, có lẽ ông ấy sắp đến rồi. Vào lúc Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi thấy nghi ngờ, sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một tia kiếm quang bay thẳng xuống. Tia kiếm quang kia vững vàng dừng lại ở chỗ cách ba người không xa, kiếm quang nhanh chóng tản đi, một người đàn ông kiếm tu mặc trường bào màu xanh chậm rãi bước ra. Nhìn người đàn ông áo xanh bước ra, Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi đều hơi nghi ngờ. Mời người này đến bảo vệ. Không phải nền văn minh chưa biết đó có cao thủ 10 phần thần tính sao? Chẳng lẽ người trước mắt có thể chiến đấu với cao thủ 10 phần thần tính?
hai cô gái nhìn nhau, đều tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này, Tần Quan cúi người hành lễ, Dương bá phụ. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười khẽ, nhà đầu này, đã biết bao năm rồi mà vẫn không chịu đổi cách xưng hô. Tần Quan khẽ mỉm cười, cảm thấy thế này thân thiết hơn mà. Người đàn ông áo xanh cười khẽ cứ tùy con. Dứt lời, ông ấy nhìn xung quanh, cháu trai cưng của ta đâu. Tần Quan mỉm cười, An cô nương đang dạy dỗ thằng bé. Người đàn ông cười nói, vậy đợi lát nữa gặp thằng bé sau. Nói đến đây, ông ấy nhìn Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi ở một bên, đây là cháu dâu à? Ôi chao, phải cho chút quà ra mắt mới được. Dứt lời, ông ấy bấm tay, hai chiếc nhẫn không gian bay đến trước mặt hai cô gái. Mỗi người một chiếc. Nét mặt của hai người đều cứng đờ. Tần Quan lắc đầu cười khẽ, không phải, các nàng là bạn của Tiểu Quân. Bạn. Người đàn ông chớp mắt, à thì, bạn cũng được. Quà đã tặng, đương nhiên cũng không tiện lấy lại. Hai cô gái cũng rất biết điều, đang muốn trả nhẫn không gian lại thì Lâu Đắc Nguyệt chợt tỏ vẻ ngạc nhiên, vì cô ấy phát hiện trong nhẫn không gian có hai tổ mạch cực phẩm, ngoài ra còn có một thần vật siêu cấp. Giàu thế à? Lâu Đắc Nguyệt là người thừa kế của nền văn minh thần chi, đương nhiên là không nghèo, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong nhẫn không gian trước mắt vẫn hơi ngạc nhiên. Vì tổ mạch kia không phải tổ mạch bình thường mà là tổ mạch cực phẩm, không chỉ có thể mà thần vật đó cũng là một thần vật cực phẩm, dù nằm trong nền văn minh thần chi cũng có thể xem là cao cấp. Lúc này Thanh Chi cũng hơi kinh ngạc, gia tộc của Diệp công tử giàu có đến thế ư. Hai cô gái nhất thời thấy khó xử. Chả hay là không đây. Lúc này, Tần Quan bên cạnh cười nói, nhận lấy đi. Hai cô gái hơi do dự, sau đó nhìn nhau. Lâu Đắc Nguyệt cất lời, nếu tiền bối đã tặng, không nhận thì đúng là không lễ phép. Nói xong, cô ấy lập tức cất đi. Dù Thanh Chi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cất đi. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Tần Quan, nhà đầu, con tìm ta đến làm gì? Tần Quan nghiêm túc nói, con muốn tiếp xúc với một nền văn minh bí ẩn, thực lực của nền văn minh này không tầm thường, con sợ có sự cố nên mời bá phụ đến bảo vệ. Người đàn ông áo xanh cười nói, vậy con bắt đầu đi. Tần Quan gật đầu, bà ấy nhìn về phía máy tiếp thu vũ trụ kia Tiểu Ái. Tần Quan vừa dứt lời, Tiểu Ái ngay lập tức xuất hiện sau lưng bà ấy, Tiểu Ái thao tác lên một vật phẩm bí ẩn. Ngay sau đó, máy tiếp thu vũ trụ kia hơi rung động, chẳng mấy chốc, những năng lượng bí ẩn đã ngưng tụ lại từ trong thiên địa. Cảm nhận được những năng lượng bí ẩn ngưng tụ từ xung quanh. Nét mặt Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi dần trở nên nặng nề. Lúc này, một màn sáng đột nhiên tuôn ra từ trong máy tiếp thu vũ trụ kia, sau đó treo ở chỗ cách mọi người trăm trượng như một mảnh vải. Mà lúc này, trong màn sáng là một hình ảnh mơ hồ, không có gì cả. Tần Quan quay đầu nhìn Tiểu Ái bên cạnh, Tiểu Ái tiếp tục thao tác, máy tiếp thu vũ trụ kia ngày càng rung mạnh hơn, dần dần, tinh không xung quanh ngày càng xuất hiện nhiều năng lượng bí ẩn. Mà khi những năng lượng bí ẩn này xuất hiện, trong màn sáng kia dần trở nên rõ ràng. Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi nhìn chằm chằm màn sáng kia không chớp mắt. Đương nhiên họ cũng rất tò mò với nền văn minh trước đây này. Dần dần, hình ảnh trong màn sáng ngày càng rõ ràng hơn, sau đó, một cửa đá cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cửa đá cao đến vạn trượng, đứng sừng sững trong đất trời, vô cùng hùng vĩ. Vào lúc tầm nhìn di chuyển vào trong cửa đá, một giọng nói chợt truyền ra từ bên trong, ai đang thăm dò nền văn minh quy giả của ta đấy. Giọng nói vừa dứt, một uy áp đáng sợ thoáng chốc bao phủ lại vũ trụ tinh không xung quanh, mà trước uy áp này, sắc mặt của Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi thay đổi dữ dội, hai cô gái không hẹn mà cùng muốn quỳ xuống, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong đầu họ. Không thể phản kháng. Hai người vô cùng sợ hãi. Đây là tồn tại đáng sợ gì vậy? Phải biết rằng Lâu Đắc Nguyệt là cao thủ tám phần thần tính, nhưng đối diện uy áp này, cô ấy còn không có khả năng phản kháng, hơn nữa đối phương hoàn toàn không cùng một thời đại với họ. Chẳng lẽ thật sự là cao thủ 10 phần thần tính? Lâu Đắc Nguyệt cảm thấy cơ thể tê dại. Lúc này, người đàn ông áo xanh ở bên cạnh đột nhiên vung tay áo, uy áp bí ẩn kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi như chút được gánh nặng, cơ thể thả lỏng. Hai cô gái nhìn người đàn ông áo xanh ở cách đó không xa với vẻ khó tin, trong lòng càng khiếp sợ hơn.
Lúc này, một giọng nói kinh ngạc chợt vang lên từ trong cửa đá, các hạ là. Người đàn ông áo xanh thản nhiên nhìn về phía cửa đá, cười nói, vãn bối của ta chỉ thấy tò mò với nền văn minh này của các ông mà thôi, không hề có ác ý. Sau một hồi yên tĩnh, người kia nói, không ngờ đời sau vẫn còn cao thủ tuyệt thế như các hạ, đúng là khiến người ta khó tin. Người đàn ông áo xanh cười to, cũng may là ông không yếu lắm. Lâu Đắc Nguyệt, bên kia im lặng một lúc rồi hỏi, không biết các hạ có gì muốn nói. Người đàn ông áo xanh cười khẽ, sau đó nói, hay là đánh một trận trước đi. Người kia nói, ta không phải đối thủ của các hạ. Người đàn ông áo xanh bĩu môi bất đắc dĩ, vốn định thể hiện tài năng mà. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn về phía Tần Quan, con nói chuyện với ông ta đi. Tần Quan gật đầu, sau đó nhìn về phía màn sáng kia, ta muốn tìm hiểu nền văn minh của các ông, nếu được thì chúng ta có thể tiến hành trao đổi nền văn minh, không biết các hạ thấy sao? Người kia im lặng. Trao đổi nền văn minh phải thực hiện trên nền tảng hai nền văn minh không quá chênh lệch, mà rõ ràng đối phương có thể cảm nhận được nền văn minh của thời đại cũ này khá lạc hậu. Nhưng chẳng mấy chốc, người đó đã nói, đương nhiên là được. Dù nền văn minh của thời đại cũ hiện tại hơi lạc hậu, nhưng bọn họ có cao thủ tuyệt thế, dù gì cũng phải nể mặt. Nếu có thể kết bạn với cao thủ cường đại thế này chắc chắn không phải chuyện xấu với nền văn minh của bọn họ. Lúc này, một lệnh bài chậm rãi bay ra từ trong màn sáng, cùng lúc đó, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, đây là thẻ mời, nền văn minh quy giả chúng ta muốn mời các hạ đến làm khách ở chỗ mình, hai bên tiến hành trao đổi thân thiện. Tần Quan không từ chối, bà ấy nhận lấy lệnh bài, sau đó nói, ta nhất định sẽ đến. Người kia đáp, chúng ta cung kính chờ đợi các hạ. Nói xong, màn sáng kia dần trở nên mơ hồ. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên lấy ra một bức tranh ném vào trong màn sáng, đây là tranh vẽ cháu trai của ta, sau này nếu các người gặp thằng bé thì nhớ quan tâm một chút, thằng bé rất tốt tính. Tần Quan, bên kia màn sáng im lặng một lúc lâu rồi nói, được. Sau đó, màn sáng hoàn toàn biến mất. Người đàn ông áo xanh cười khẽ, sau đó quay đầu nhìn Tần Quan bên cạnh, ông ấy chần chừ một lát rồi nói, nhà đầu. Nếu con muốn tiếp xúc với nền văn minh võ đạo cao cấp hơn, thì ta có thể. Tần Quan lắc đầu, phải đi từng bước một. Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu cũng đúng. Tần Quan mỉm cười nói, bá phụ có gặp tiểu quân không ạ? Người đàn ông cười đáp, đương nhiên là có rồi. Dứt lời, ông ấy vung tay áo, thời không phía xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một người đàn ông bị ông ấy bắt tới. Đương nhiên người đàn ông này chính là Diệp Quân. Diệp Quân lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông áo xanh, hắn thoáng sửng sốt, sau đó với vẻ vui mừng, ông nội. Người đàn ông cười to, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân chạy đến trước mặt người đàn ông áo xanh, vui vẻ nói, sao ông lại đến đây? Người đàn ông áo xanh cười đáp, đến làm chút việc. Diệp Quân thật sự rất vui. Vì hắn không ngờ ông nội lại xuất hiện. Lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh, bà ấy nhìn người đàn ông áo xanh với vẻ không vui. Đưa người đi mà không nói một lời, đúng là vô lễ. Thấy ánh mắt của An Nam Tịnh, người đàn ông áo xanh cười to, sau đó nói, đi theo ta không? An Nam Tịnh vẫn lắc đầu. Người đàn ông khẽ thở dài. Diệp Quân chợt hỏi, hay là cháu đi lang bạt cùng với ông nhé? Nói thật thì hắn thật sự muốn lang bạt với ông nội, vì ông nội không phải một người bảo thủ, đi theo ông nội rất vui. Nhưng người đàn ông áo xanh lại lắc đầu, bây giờ thì không được, ông đang bận một vài chuyện, đợi sau khi giải quyết xong ông sẽ dẫn cháu đi chơi. Diệp Quân hơi bất đắc dĩ, vâng ạ. Người đàn ông quan sát Diệp Quân một lúc, sau đó người nói, tốc độ tiến bộ của cháu đúng là nhanh thật đấy, không hổ là cháu của ông. Dứt lời. Ông ấy xoa đầu Diệp Quân với vẻ cương triều. Diệp Quân khẽ mỉm cười không nói gì. Còn Thanh Chi và Lâu Đắc Nguyệt ở bên cạnh thì nhìn người đàn ông áo xanh và Diệp Quân bằng ánh mắt tò mò. Ông nội. Hai người đều khá ngạc nhiên, không ngờ cao thủ tuyệt thế này lại là ông nội của Diệp Quân. Nét mặt Thanh Chi rất phức tạp, bây giờ cô ấy đã biết vì sao Diệp Quân không sợ tộc tiên linh rồi. Hắn cần sợ ai chứ?
thực lực của người đàn ông áo xanh trước mắt chắc chắn hơn cả 9 phần thần tính. Có cao thủ cấp bậc này ở đây, tộc tiên linh có là gì? Nghĩ đến chuyện tộc tiên linh và Diệp Quân là kẻ thù sống chết, Thanh Chi không khỏi lo lắng. Sâu trong lòng cô ấy vẫn hy vọng hai bên có thể hòa giải. Mà lúc này, tinh hà phía xa đột nhiên sôi trào, sau đó, những khí thế mạnh mẽ chợt kéo đến. Người đàn ông áo xanh cau mày, sau đó xoay người nhìn về hướng đó, thời không nơi đó nứt ra, một ông lão chậm rãi xuất hiện. Thấy ông lão này, Thanh Chi nhất thời sửng sốt. Vì ông lão này là Thái Thượng trưởng lão Thanh Nghiệp, mà ở sau lưng Thanh Nghiệp trưởng lão còn có mấy chục cao thủ cao cấp bí ẩn mặc áo choàng đen đi theo. Tiên linh vệ. Thanh Nghiệp chậm rãi bước ra, lão ta nhìn Tần Quan ở cách đó không xa, cười khẽ, ta đến để thông báo với thư viện Quan Huyên, bắt đầu từ bây giờ, tộc tiên linh chúng ta sẽ liều mạng với các người. Trước khi đến lão ta đã nhận được tin. Tông chủ quá khứ tông không cùng một phe với Diệp Quân, không chỉ không cùng phe mà còn là kẻ thù. Nói cách khác, phía sau Diệp Quân không hề có cao thủ 9 phần thần tính nào cả. Nghĩ vậy, Thanh Nghiệp không khỏi bật cười. Không có cao thủ 9 phần thần tính mà còn muốn ra vẻ. Ngây thơ! Nghe thấy lời của Thanh Nghiệp, Thanh Chi ở một bên suýt ngất xỉu. Thư viện Quan Huyên đúng là không có cao thủ 9 phần thần tính, nhưng họ có cao thủ còn đáng sợ hơn. Thanh Chi bất chấp tất cả chạy đến trước mặt Thanh Nghiệp, nôn nóng nói, Thái Thượng trưởng lão. Im miệng. Thanh Nghiệp chợt gào to, cái đồ phản bội này, không ngờ ngươi lại ruồng bỏ tộc tiên linh, ngươi rõ ràng là nỗi sỉ nhục của tộc tiên linh chúng ta, lão phu đánh chết ngươi. Dứt lời, lão ta nâng tay phải đánh một chưởng về phía Thanh Chi. Lúc này, một tia kiếm quang chợt lóe lên. Ầm. Thanh Nghiệp bị tia kiếm quang này làm chấn động đến mức liên tục lùi lại. Người ra tay chính là Diệp Quân. Sau khi dừng lại, Thanh Nghiệp nhìn bàn tay nứt ra của mình, sau đó nhìn Diệp Quân phía xa với vẻ sợ hãi, ngươi. Lão ta phát hiện thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt lại mạnh hơn rồi. Vì lần này đối phương cũng không sử dụng thanh thần kiếm kia. Diệp Quân lạnh lùng nhìn Thanh Nghiệp, sau đó đi tới trước mặt Thanh Chi. Hắn đang định lên tiếng thì Thanh Chi chợt lắc đầu, tộc tiên linh ta gieo gió gặt bão. Diệp Quân im lặng. Đương nhiên giữa hắn và tộc tiên linh đã không còn khả năng hòa giải nữa. Đồ phản bội. Lúc này, Thanh Nghiệp ở phía xa gần giọng nói, đồ phản bội đáng chết này, dòng họ ngươi sẽ phải thấy nhục nhã vì ngươi, cả đời không thể ngẩng đầu trong tộc. Mẹ kiếp. Diệp Quân đột nhiên nhíu mày, hắn vung tay áo, một tia kiếm quang phá không bay đi. Thanh Nghiệp ở phía xa hơi thay đổi sắc mặt, không dám lơ là, lão ta lập tức tiến lên, đánh một quyền về phía kiếm quang kia. Ầm, Thanh Nghiệp lùi lại một lần nữa. Sau khi dừng lại, cánh tay phải của lão ta nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, để lộ cả xương trắng. Thanh Nghiệp vô cùng khó tin, ngươi. Lão ta phát hiện thực lực của Diệp Quân lúc này đã thay đổi long trời lở đất so với trước kia. Hiện tại còn chưa bao lâu trôi qua. Sao có thể chứ? Trong lòng Thanh Nghiệp cảm thấy rất khiếp sợ. Diệp Quân không thèm nhiều lời, hắn tiến lên một bước, một thanh phi kiếm chém tới. Oanh! Thanh Nghiệp kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lui một lần nữa, mà lần này khi vừa dừng lại, dường như lão ta cảm nhận được điều gì đó nên thoáng chốc nổi da gà, lão ta không chút do dự gào thét, triệu hoán tượng thần của mình. Khi tượng thần xuất hiện, một tia kiếm quang bị ngăn cản. Thanh Nghiệp điều khiển tượng thần đứng trên cao nhìn xuống Diệp Quân, gào thét. Sắc mặt Diệp Quân không chút thay đổi, hắn chắp tay chỉ về phía trước, một tia kiếm quang từ trên trời rơi xuống, chém thẳng về phía thần tướng kia của Thanh Nghiệp. Thanh Nghiệp lại gào thét một lần nữa, đánh một quyền về phía sâu trong tinh không. Oanh! Cú đấm này khiến toàn bộ tinh hà sôi trào, mà kiếm quang của Diệp Quân cũng bị cú đấm này của lão ta chặn lại. Nhưng lúc này, mấy tia phi kiếm đột nhiên bay ra từ xung quanh Thanh Nghiệp. Con người của Thanh Nghiệp chợt co lại, lão ta siết chặt tay trái, sử dụng thần thông, chục nghìn tia kim quang bộc phát từ trong cơ thể của lão ta. Trong nháy mắt, tinh hà rung động dữ dội, những phi kiếm kia của Diệp Quân cũng bị những kim quang này ngăn cản. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xông về phía trước, sau đó, một tia kiếm quang dài vạn trượng chém xuống từ trên đầu tượng thần kia của Thanh Nghiệp.
Khi chiêu kiếm này của Diệp Quân chém xuống, bản thể của Thanh Nghiệp và tượng thần thoáng chốc bị chém liên tục lùi lại. Người đàn ông áo xanh ở bên cạnh nhìn với vẻ hứng thú, khoảng thời gian này cháu trai của ông ấy thăng cấp nhanh thật đấy. Không hổ là cháu của ông ấy. Nghĩ thế, người đàn ông áo xanh không khỏi cười to. An Nam Tịnh ở bên cạnh nhìn ông ta, hơi lắc đầu. Tần Quan nhìn Diệp Quân phía xa bằng ánh mắt dịu dàng. Ở một hướng khác, Thanh Chi nét mặt u ám, cô ấy biết tộc tiên linh sắp toi đời rồi. Mà cô ấy không có tiếng nói, hoàn toàn không thay đổi được điều gì. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt đi tới cạnh cô ấy, sau đó kéo tay cô ấy, nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều thế. Thanh Chi lắc đầu không nói gì. Lâu Đắc Nguyệt thầm thở dài, cô ấy hiểu Thanh Chi, vì năm đó khi nền văn minh thần chi bị hủy diệt cô ấy cũng còn nhỏ, lúc đó cô ấy cũng không làm được gì cả. Như nghĩ đến điều gì, Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh ở cách đó không xa, nét mặt cô ấy dần trở nên nặng nề. Rốt cuộc kiếm tu này mạnh đến mức nào? Cô ấy không cảm nhận được gì cả. Nhưng cô ấy biết chắc chắn tộc tiên linh không thể động vào được kiếm tu này. Lúc này, một tiếng nổ đột nhiên vang lên phía xa khiến Lâu Đắc Nguyệt hoàn hồn. Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy Thanh Nghiệp ở phía xa đang bỏ chạy dưới kiếm quang của Diệp Quân. Hoàn toàn bị áp đảo, gần như không có khả năng đánh trả. Lâu Đắc Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quân đang ra kiếm, thầm thấy ngạc nhiên. Thực lực của Diệp Quân hiện tại mạnh hơn trước đó quá nhiều. Người này tu luyện kiểu gì vậy? Oanh! Lúc này, tượng thần sau lưng Thanh Nghiệp phía xa chợt vỡ tan, vô số mảnh vụn năng lượng lan ra khắp xung quanh. Thanh Nghiệp kia vừa dừng lại, một tia kiếm quang đã đánh về phía lão ta. Thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Nghiệp thoáng chốc thay đổi, còn không mau ra tay. Lão ta vừa dứt lời, những cao thủ tộc tiên linh ở xung quanh lấy lại tinh thần, bọn họ thầm thấy kinh ngạc, vội vàng ra tay. Nếu còn không ra tay thì Thanh Nghiệp trưởng lão này sẽ phải chết ở đây mất. Nhưng lúc này, An Nam Tịnh đột nhiên vung thương một phát. Một sức mạnh đáng sợ bùng nổ, những cao thủ tộc tiên linh vốn đang lao đến chỗ Diệp Quân đều bị ngăn cản, mà khi bọn họ định ra tay một lần nữa thì phía xa chợt vang lên tiếng hét thảm thiết. Mọi người vội quay đầu nhìn lại, thì thấy Thanh Nghiệp ở phía xa đã bị một thanh kiếm cố định tại chỗ. Thấy cảnh này, sắc mặt đám cao thủ tộc tiên linh thoáng chốc trở nên trắng bệch. Thanh Nghiệp tái mặt, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa với vẻ khó tin, sao ngươi có thể trở nên mạnh như thế được? Diệp Quân ở phía xa không ra tay mà chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi chiến đấu với An Tiền Bối nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với người bên ngoài. Mà lúc này hắn phát hiện, những cao thủ bên ngoài này rất yếu. Thậm chí hắn còn chưa phát huy 5 phần thực lực. Thật sự là chưa phát huy được dù là 5 phần thực lực. Thanh Nghiệp trước mắt thật sự thua xa An Nam Tịnh. Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn Thanh Nghiệp kia, lắc đầu nói, ông quá yếu. Sắc mặt Thanh Nghiệp thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Mà Diệp Quân cũng không quan tâm đến lão ta nữa. Hắn quay đầu nhìn An Nam Tịnh bên cạnh, mỉm cười nói, An Tiền Bối, sau này chúng ta tiếp tục chiến đấu nữa nhé. An Nam Tịnh khẽ gật đầu, được. Bà ấy cũng khá thích Diệp Quân, hy vọng hắn có thể song tu kiếm võ, mà Diệp Quân hoàn toàn có thể làm được. Vì tên nhóc này rất yêu nghiệt. Nhận được lời đồng ý của An Nam Tịnh, Diệp Quân lập tức bật cười, sau đó hắn nhìn Thanh Nghiệp ở cách đó không xa, hắn chắp hai ngón tay. Đang định giết lão ta thì lão ta đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Quân, ngươi thật sự muốn không chết không thôi với tộc tiên linh chúng ta à? Diệp Quân lắc đầu, đã đến lúc này rồi mà ông vẫn nói như thế, dứt lời, hắn chắp ngón tay chỉ về phía trước, một tia kiếm quang đột nhiên rơi thẳng xuống từ trên đầu Thanh Nghiệp. Nhưng lúc này, một sức mạnh bí ẩn chợt xuất hiện, sau đó, kiếm quang kia của Diệp Quân bị một sức mạnh bí ẩn ngăn cản. Thấy cảnh này, Diệp Quân cau mày. Lúc này, thời không ở phía xa chợt nứt ra, sau đó một người đàn ông trung niên chậm rãi xuất hiện. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Thanh Chi chợt nói, Thanh Cổ, là võ quan của tộc tiên linh ta, trăm năm trước đã đi đến rừng sâu thần hư. Thanh Cổ. Diệp Quân gật đầu, xem ra tộc tiên linh này đã bắt đầu gọi người từ rừng sâu thần hư quay lại rồi. Nghe thấy lời của Thanh Chi, Thanh Nghiệp kia lập tức vô cùng phẫn nộ.
lão ta giận dữ chỉ về phía cô ấy, đồ phản bội đáng chết nhà ngươi. Thanh Chi hoàn toàn coi thường Thanh Nghiệp, hiện tại cô ấy chỉ suy nghĩ phải giữ gìn nền văn minh của tộc tiên linh như thế nào. Thanh Cổ nhìn thoáng qua Thanh Chi, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là truyền nhân của thần nhất kia. Diệp Quân gật đầu, phải. Thanh Cổ hừ lạnh, ngươi là người nói tộc tiên linh chúng ta không đầu hàng thì phải chết à. Diệp Quân cười đáp, mẹ ta nói, nhưng lời của bà ấy chính là lời của ta. Tần Quan khẽ mỉm cười nhìn Diệp Quân, không nói gì. Thanh Cổ giễu cợt, đúng là ngông cuồng, sư phụ thần nhất của ngươi xuất sắc hơn ngươi nhiều, nhưng ông ấy cũng không ngông cuồng bằng ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, chúng ta đừng nói nhảm nữa, ra tay luôn đi. Nói xong, hắn tiến lên một bước, sau đó chắp ngón tay lại, một tia kiếm quang lập tức chém tới trước mặt Thanh Cổ. Thấy Diệp Quân thẳng thừng ra tay, ánh mắt Thanh Cổ kia thoáng chốc trở nên lạnh như băng, ông ta tiến lên một bước, tay phải biến thành trường đánh thẳng về phía trước. Ầm! Trong nháy mắt, một sức mạnh đáng sợ bay ra từ trong lòng bàn tay của ông ta, chẳng mấy chốc, toàn bộ tinh hà vô tận lập tức bốc cháy, kiếm quang của Diệp Quân cũng bị chặn lại, nhưng sau đó, một tia kiếm quang đã xuất hiện trên đầu ông ta mà không hề có chút dấu hiệu nào. Thanh Cổ thầm thấy sợ hãi. Ông ta tránh về sau, mà vào lúc ông ta di chuyển, một tia kiếm quang không biết đã xuất hiện sau lưng ông ta từ bao giờ. Thanh Cổ thầm thấy sợ hãi, lúc này ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, ông ta không chút do dự nắm chặt hai tay, sử dụng tượng thần của mình. Một tượng thần mười mấy nghìn trượng thoáng chốc sừng sững trong tinh không, những hơi thở đáng sợ chấn động khắp xung quanh như sóng trào. Diệp Quân nhìn tượng thần kia bằng nét mặt lạnh nhạt. Hắn chắp ngón tay, một tia kiếm quang chém xuống từ trên trời như sấm chớp. Thanh Cổ hét to một tiếng nâng tay lên đánh một quyền. Oanh! Kiếm quang của Diệp Quân thoáng chốc bị ngăn cản. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên tiến lên một bước, sau đó, một sức mạnh bí ẩn thoáng chốc bao phủ khắp xung quanh. Kiếm vực! Vào khoảnh khắc kiếm vực thời không xuất hiện, vô số tia kiếm quang thoáng chốc bao phủ lấy tượng thần kia. Xoẹt xoẹt xoẹt! Ngay sau đó, tượng thần của Thanh Cổ thoáng chốc bị chém thành vô số mảnh vụn, bản thể của Thanh Cổ cũng liên tục lùi lại. Khi ông ta dừng lại, một tia kiếm quang đã đâm thẳng vào giữa chân mày để cố định ông ta lại tại chỗ. Thua trận. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Thanh Cổ ngẩng đầu nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, ngươi. Vào lúc Diệp Quân định giết người, Thanh Cổ đột nhiên gần giọng hỏi, Diệp Quân, ngươi có dám đợi một lát không? Diệp Quân nhíu mày, ông muốn gọi người à? Thanh Cổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, phải. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo xanh bên cạnh, sau đó mỉm cười, ông gọi đi, gọi thoải mái, ta vô địch, các người cứ tự nhiên. Mọi người, kém chút thôi, gọi thoải mái. Nghe thấy lời của Diệp Quân, sắc mặt Thanh Cổ thoáng chốc trở nên dữ tợn, ngông cuồng. Thật sự quá ngông cuồng. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay. Một lệnh bài đột nhiên bay lên trời, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong tinh không, sau đó biến thành một ngọn lửa cháy lên. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Thanh Chi ở bên cạnh trở nên u ám, cô ấy im lặng không nói một lời. Lâu Đắc Nguyệt thì nhẹ nhàng lắc đầu, bây giờ cô ấy đã biết thế nào là tự tìm đường chết rồi. Diệp Quân không ngăn cản Thanh Cổ gọi người, vì hắn cảm thấy đã đến lúc có một kết thúc với tộc tiên linh rồi. Lúc này, Thanh Cổ và Thanh Nghiệp vẫn chưa chết cũng chú ý đến người đàn ông áo xanh ở một bên, hai người nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, vì bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được người đàn ông này. Diệp Quân đột nhiên xoay người đi tới trước mặt người đàn ông áo xanh, hắn cười khẽ, ông nội, cháu vừa sáng tạo được một kiếm kỹ, ông chỉ bảo cháu với. Người đàn ông áo xanh cười nói, là chiêu thức cháu vừa sử dụng khi nãy sao? Diệp Quân gật đầu, phải, ông cảm thấy thế nào? Người đàn ông áo xanh nghiêm túc nói, rất lợi hại, có thể so sánh với ông nội cháu là ông năm đó, chỉ kém một chút thôi, ha ha. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Người đàn ông áo xanh cười nói, đã là lợi hại lắm rồi, về việc cải tiến thì chiến đấu nhiều, giết nhiều người hơn chắc chắn sẽ nâng cao được thôi. Diệp Quân. Người đàn ông áo xanh cất lời, nhị nha, tiểu bạch, không ra ngoài gặp nhau một lát à. Nghe thấy lời của người đàn ông áo xanh, nhị nha bế tiểu bạch xuất hiện. Nhị nha liếm kẹo hồ lô, dương ca.
Tiểu Bạch bay lên vai người đàn ông áo xanh, nhẹ nhàng cọ đầu lên má ông ấy. Người đàn ông áo xanh cười to, sau đó nói, ở nơi này vui lắm à? Nhị Nha vội vàng gật đầu. Tiểu Bạch cũng thế. Người đàn ông áo xanh cười nói, muốn đi theo huynh không? Nhị Nha chần chừ một lúc rồi đáp, cháu trai còn trẻ nên cần người chăm sóc, muội và Tiểu Bạch quyết định ở lại chăm sóc thằng bé. Tiểu Bạch cũng vội vàng gật đầu, móng vuốt nhỏ liên tục cua múa. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ. Người đàn ông áo xanh cười nói, tùy hai người. Nghe thấy thế, Nhị Nha và Tiểu Bạch lập tức mặt mày hớn hở, cực kỳ vui vẻ. Không phải là họ không muốn đi cùng người đàn ông áo xanh, mà là họ còn muốn chơi đùa ở bên ngoài thêm một khoảng thời gian nữa. Người đàn ông áo xanh lại nhìn về phía Diệp Quân ở bên cạnh, mỉm cười nói, nếu đã muốn thiết lập một trật tự mới thì đừng quá nhân từ, bất cứ sự thống trị nào cũng đều chất lên bằng máu tươi và xương trắng, đáng giết không giết sẽ để lại tai họa khôn cùng. Diệp Quân chớp mắt, cháu vẫn còn nhân từ sao? Người đàn ông áo xanh cười to. Ông ấy đột nhiên chắp ngón tay chỉ lên bả vai của Diệp Quân. Oanh! Trong nháy mắt, huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân lập tức sôi trào, sát ý mạnh mẽ và ý muốn giết người thoáng chốc bao phủ trong đầu hắn. Lúc này, người đàn ông áo xanh lại chắp tay nhẹ nhàng đè xuống. Oanh! Huyết mạch phong ma lập tức bình tĩnh trở lại. Rất phối hợp, rất biết điều. Dẫu sao trước mắt cũng là nơi bắt nguồn của huyết mạch. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, sức mạnh huyết mạch còn quá yếu, rõ ràng là cháu vẫn chưa giết nhiều người, ý muốn giết người cũng không mạnh, rất ít phong ma chân chính, cháu vẫn nên cố gắng hơn mới được. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Lúc này, An Nam Tịnh bên cạnh chợt nói, ông đừng có dậy linh tinh, thằng bé không phải ông, thời đại bây giờ cũng không phải thời đại của ông trước kia. Người đàn ông áo xanh trợn trắng mắt, nhưng cũng không cãi lại An Nam Tịnh. Diệp Quân chợt nói, ông nội, phải giết người điên cuồng mới có thể nâng cao sức mạnh huyết mạch à? Người đàn ông áo xanh cười nói, phải, ý muốn giết người càng mạnh, sức mạnh chiến đấu cũng sẽ càng mạnh, sức mạnh huyết mạch của cháu còn yếu hơn cha của cháu, nhưng cũng bình thường thôi, hoàn cảnh trưởng thành của cháu khác với ông, không có ý muốn giết người mạnh mẽ cũng bình thường. Diệp Quân gật đầu, chỉ có thể từ từ tiến bộ thôi. Người đàn ông áo xanh cười khẽ. Sau đó quay đầu nhìn Thanh Cổ ở cách đó không xa, tỏ vẻ bất mãn, người ngươi gọi đâu? Sao còn chưa đến? Thanh Cổ nhìn chằm chằm ông ấy, ngươi là ai? Người đàn ông áo xanh trước mắt khiến ông ta hơi bất an. Người đàn ông áo xanh bình tĩnh đáp, ngươi không nghe thấy sao? Ta là ông nội của thằng bé. Ông nội của Diệp Quân. Thanh Cổ cau mày, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, Diệp Quân gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc, ông nội ruột của ta. Người đàn ông áo xanh cười to. Thanh Cổ nhìn chằm chằm ông ấy, người có biết tộc tiên linh của ta không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, nói thật thì chưa nghe thấy bao giờ. Sắc mặt Thanh Cổ hơi khó coi, dù là thần nhất năm đó cũng không dám khinh thường tộc tiên linh của ta như thế đâu. Người đàn ông áo xanh cười khẽ, đang định đáp lời thì vào lúc này, ông ấy chợt ngẩng đầu nhìn lên, thời không trong tinh không nứt ra, sau đó có hai người đàn ông chậm rãi bước tới. Chính là Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân. Hai người bước ra, khi nhìn thấy dáng vẻ của Thanh Cổ và Thanh Nghiệp thì cả hai đều sửng sốt. Sao hai người lại bị cố định một chỗ thế này? Người đàn ông áo xanh chỉ vào Chí Sư và Tư Pháp Linh Quân, đây là người các ngươi gọi à? Sao lại yếu thế? Thanh Cổ, Tư Pháp Linh Quân nhìn người đàn ông áo xanh, ông ta cau mày, ông là ai? Người đàn ông áo xanh không thèm quan tâm đến Tư Pháp Linh Quân mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cháu ra tay hay để ông nội giúp cháu? Diệp Quân nghiêm túc trả lời, đương nhiên là ông nội giúp cháu rồi. Người đàn ông áo xanh cười to, giơ tay lên rồi xoay một cái. Oanh! Tư Pháp Linh Quân ở phía xa quỳ xuống đất không thể động đậy. Lúc này, những cao thủ tộc tiên linh nhất thời đều bối rối. Xảy ra chuyện gì vậy? Không đánh trả được. Mấy người nhóm Thanh Cổ và Chí Sư đều trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng. Chí Sư nhìn người đàn ông áo xanh với vẻ khó tin, ông là cao thủ chín phần thần tính. Không đúng, tông chủ quá khứ tông nói thư viện quan huyên các người không có cao thủ chín phần thần tính mà. Người đàn ông áo xanh bình tĩnh đáp, cô ta cũng không lừa gạt ngươi,
chúng ta thật sự không có cao thủ cảnh giới 9 phần thần tính, cả nhà chúng ta đều không tu luyện cảnh giới. Dứt lời, ông ấy vung tay áo. Vụt! Trong nháy mắt, ngoài chí sư, những cao thủ còn lại của tộc tiên linh đang có mặt đều bị rơi đầu. Thấy cảnh này, chí sư cảm thấy cả người tê dại. Bây giờ ông ta bắt đầu thấy sợ rồi. 9 phần thần tính. Người đàn ông áo xanh trước mặt ít nhất cũng là 9 phần thần tính. Thư viện Quan Huyên thật sự có cao thủ 9 phần thần tính. Mẹ kiếp! Bị người phụ nữ kia lừa rồi. Chí sư đang định lên tiếng thì người đàn ông áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ông nội cùng cháu đến tộc tiên linh một chuyến. Diệp Quân gật đầu, được ạ. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, dẫn đường. Diệp Quân lại gật đầu, vâng. Dứt lời, hắn lập tức sử dụng kiếm thanh huyên di chuyển trong thời không, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Người đàn ông áo xanh cười to, sau đó người khẽ rung rồi cũng biến mất. Sắc mặt chí sư xám như cho tàn. Thanh Chi chậm rãi đi tới trước mặt chí sư, tộc tiên linh chúng ta toi đời rồi. Sắc mặt chí sư hơi khó coi, chỉ là một cao thủ 9 phần thần tính, ông ta không làm được gì tộc tiên linh chúng ta đâu. Thanh Chi lắc đầu, không nói gì thêm mà xoay người rời đi. 9 phần thần tính. Nếu đối phương thật sự chỉ là 9 phần thần tính thì thật sự không thể làm gì tộc tiên linh. Nhưng vấn đề là đối phương đã vượt qua cảnh giới 9 phần thần tính rồi. Tộc tiên linh động phải một kẻ thù đáng sợ như thế, đáng bị tiêu diệt. Thanh Chi không nghĩ đến tộc tiên linh nữa, việc cô ấy phải làm bây giờ là gìn giữ được nền văn minh tộc tiên linh. Vì thế, cô ấy vội vàng bảo Lâu Đắc Nguyệt dẫn mình đi tới tộc tiên linh. Tộc tiên linh. Vào khoảnh khắc Diệp Quân tiến vào tộc tiên linh, vô số thần thức mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy hắn. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, ông lão nhất thời cau mày, sao hắn lại đến tộc tiên linh nữa rồi? Không phải Thanh Nghiệp trưởng lão đã dẫn người đi giết hắn rồi sao? Lúc này một người đàn ông áo xanh xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, ông ấy cười khẽ rồi nói, đây là tộc tiên linh à? Diệp Quân gật đầu, một tộc vô cùng kiêu ngạo. Người đàn ông áo xanh tỏ vẻ khinh thường. Tộc gì cũng không có tư cách kiêu ngạo trước nhà họ Dương chúng ta. Diệp Quân đang định đáp lời thì người đàn ông áo xanh đột nhiên chắp tay chỉ về phía trước, một tia kiếm quang bay ra. Trong nháy mắt, trong toàn bộ tộc tiên linh có mấy chục nghìn cái đầu đầm đìa máu bay lên cao, mấy chục nghìn tia máu bắn thẳng lên trời, vô cùng hoành tráng. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Mà ông lão ở cách hai người không xa cũng hoàn toàn sửng sốt. Cái quái gì vậy? Khi Lâu Đắc Nguyệt và Thanh Chi chạy đến nhìn thấy cảnh này, hai cô gái cũng ngây người. Đây thật sự là muốn diệt tộc sao? Khởi động trận pháp. Lúc này, ông lão kia cũng lấy lại tinh thần, điên cuồng gào thét, trong tộc tiên linh lập tức có những chùm tia sáng bay lên cao. Người đàn ông áo xanh vung tay áo. Trong nháy mắt, tất cả trận pháp trong tộc tiên linh đều tan thành mây khói. Thấy cảnh này, ông lão kia ngồi sụi lơ dưới đất. Run rẩy nói, 9 phần thần tính. Nét mặt người đàn ông áo xanh không chút cảm xúc, thứ rác rưởi gì đây? Dứt lời, ông ấy đang định ra tay một lần nữa thì đột nhiên có một giọng nói cổ xưa chậm rãi vang lên từ phía chân trời, các hạ ỷ mạnh hiếp yếu với tộc tiên linh của ta, có hơi quá đáng rồi đấy. Nghe thấy giọng nói này, ông lão kia lập tức vui mừng. Giọng nói của tộc trưởng. Thanh giác. Người đàn ông áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó đột nhiên sôi trào, sau đó, có một chỗ thời không nứt ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng, mái tóc dài buông xõa, hai tay giấu trong ống tay áo, y vừa xuất hiện, một uy áp đáng sợ đã thoáng chốc bao phủ toàn bộ tộc tiên linh, một vài tộc nhân còn sống vội vàng quỳ xuống bái lạy. Vào khoảnh khắc người đàn ông trung niên vừa xuất hiện, lại có một người đàn ông chậm rãi bước ra, người này mặc áo choàng đen, tóc màu bạch kim, che giấu khí thế, trên mặt lộ vẻ giễu cợt. Lâu Đắc Nguyệt ở cách đó không xa nhìn Thanh Giác đi tới, cô ấy im lặng. Thanh Giác trước mắt chính là cao thủ 9 phần thần tính, nhưng người này còn thua kém cao thủ của nền văn minh quy giả bí ẩn trước đó quá nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mà cao thủ bí ẩn của nền văn minh quy giả kia thì lại vô cùng cung kính với người đàn ông áo xanh. Còn người đàn ông áo đen kia trông có vẻ không đơn giản,
nhưng nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của người đàn ông áo xanh trước đó, Lâu Đắc Nguyệt lại liên tục lắc đầu. E rằng ai đến cũng đều vô dụng. Thanh Giác nhìn chăm chú người đàn ông áo xanh, không ngờ trên đời này lại có thêm một cao thủ chín phần thần tính, nhưng ông cho rằng ông là cao thủ chín phần thần tính là có thể muốn làm gì thì làm à. Người đàn ông áo đen kia cũng cười nói, cao thủ chín phần thần tính, Thanh Giác ca, có cần nền văn minh xâm lâm của ta giúp đỡ không? Nền văn minh xâm lâm. Nghe người đàn ông áo đen nói thế, Diệp Quân bên dưới nhíu mày. Từ bao giờ tộc tiên linh lại đứng chung một phía với nền văn minh xâm lâm vậy? Hơn nữa chẳng phải nền văn minh xâm lâm đã chuyển đi rồi sao? Lâu Đắc Nguyệt cũng tỏ ra ngờ vực. Lúc này người đàn ông áo xanh ở một bên bỗng lắc đầu, đều là đám rác rưởi gì đâu. Vừa nói, ông ấy bỗng giơ ngón tay lên. Vèo. Một luồng kiếm quang bỗng lao lên trời. Trên bầu trời, sắc mặt Thanh Giác lập tức thay đổi, y tung ra một quyền, cả tiên linh giới lập tức sôi trào, uy lực đáng sợ lập tức lan tràn ra vô số tinh vực. Nhưng ngay sau đó uy lực đó lập tức biến mất. Vèo. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa trán Thanh Giác khiến y chết đứng ở đó, không thể nào động đậy. Tất cả người trong tộc tiên linh đều hóa đá. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhanh thế đã bị đánh bại rồi sao? Thanh Giác trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin, lúc này trong đầu y vang lên tiếng ong ong. Khuôn mặt người đàn ông áo đen bên cạnh Thanh Giác cũng dần trở nên cứng đờ, biểu cảm chế giễu trước đó dần trở nên nghiêm trọng. Mặc dù cường giả chín phần thần tính như Thanh Giác vẫn còn yếu kém nhưng dù sao cũng là chín phần thần tính, sao có thể bị đánh bại trong thoáng chốc chứ? Lẽ nào người trước mặt này là cường giả 10 phần thần tính? Nghĩ đến đây, sắc mặt người đàn ông áo đen trở nên càng nghiêm trọng, ông ta nhìn người đàn ông áo xanh, do dự một lát rồi mới, vừa rồi mạo phạm rồi, ta. Người đàn ông áo xanh bỗng phất tay. Vèo. Người đàn ông áo đen còn chưa kịp phản ứng đã bị một thanh kiếm làm cho đứng bất động tại đó. 10 phần thần tính. Người đàn ông áo đen trợn tròn hai mắt, không thể tin nhìn người đàn ông áo xanh. Lúc này ông ta đã xác định kiếm tu áo xanh trước mặt là một cường giả 10 phần thần tính. Sao có thể chứ? Sao bên ngoài lại có cường giả 10 phần thần tính? Người đàn ông áo đen cứng đờ. Với thực lực của ông ta, đến thế giới bên ngoài dĩ nhiên có thể kiêu ngạo nghiêng ngang, vì ông ta cũng là cường giả 9 phần thần tính. Mặc dù thần tính không thuần khiết lắm nhưng ở bên ngoài, ông ta chắc chắn là nhân vật vô địch. Thế nhưng ông ta không ngờ vừa ra ngoài đã gặp một cường giả 10 phần thần tính. Mẹ nó chứ! Xui xẻo đến thế à! Lúc này người đàn ông áo xanh ở phía xa lắc đầu, vô dụng quá, chẳng thú vị gì cả. Diệp Quân! Người đàn ông áo đen trầm giọng, ta là người của nền văn minh xâm lâm. Người đàn ông áo xanh xua tay, ta không nhắm vào các ngươi, nhưng nền văn minh xâm lâm của các ngươi là đồ rác rưởi vô dụng. Nói rồi ông ấy vung tay lên, người đàn ông áo đen biến mất. Thanh Giác ở một bên nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh, 10 phần thần tính, ngươi là cường giả 10 phần thần tính. Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt nói, ta là cường giả 11 phần thần tính. 11 phần. Thanh Giác sửng sốt, sau đó tức giận nói, làm gì có 11 phần. Người đàn ông áo xanh cười nói, ông đây muốn mấy phần thì là mấy phần, ngươi không phục à? Đánh ta đi. Thanh Giác. Diệp Quân. Muốn mấy phần thì là mấy phần. Thanh Giác nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh, y xòe tay ra, trong tay là một lệnh bài cổ, y không do dự sử dụng lệnh bài này. Lệnh bài lao lên trời, lao thẳng vào tận cuối tinh không. Người đàn ông áo xanh ở một bên khẽ lắc đầu, lại gọi người. Diệp Quân nói, chắc là gọi tổ tông, nói đến đây. Hắn bỗng nhìn người đàn ông áo xanh, cháu cũng có thể gọi tổ tông chứ. Cả một đường đến đây, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều người gọi tổ tông. Người đàn ông áo xanh cười nói, lần sau cháu hãy thử xem. Diệp Quân bật cười. Sau khi lệnh bài đó biến thành một đốm lửa, một ông lão hư ảo chậm rãi hiện ra. Tiên tổ tộc tiên linh. Nhìn thấy ông lão này, rất nhiều người tộc tiên linh trong đó đều quỳ xuống. Vẻ mặt Thanh Chi khá phức tạp, cũng cung kính chào. Lâu Đắc Nguyệt hơi tò mò, vì nghe đồn vị tiên tổ tộc tiên linh này là cường giả gần đạt tới 10 phần thần tính. Sau khi xuất hiện,
Tiên tổ tộc tiên linh lướt mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rời lại nơi người đàn ông áo xanh, khi nhìn thấy ông ấy, ông ta nhíu mày. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, không nói gì. Ông lão nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh hồi lâu, thấp giọng thở dài, các hạ, chuyện này còn có thể thương lượng không? Nghe ông lão nói thế, sắc mặt Thanh Giác lập tức trắng bệch. Sắc mặt của các cường giả tộc tiên linh còn lại cũng xám như tro, ngồi phịch xuống đất. Lâu Đắc Nguyệt thở dài. Cô ấy biết tiên tổ tộc tiên linh cảm nhận được thực lực của người đàn ông áo xanh này, tự biết mình không đánh lại. Mười phần thần tính. Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn người đàn ông áo xanh, kiếm tu áo xanh này ít nhất là cường giả mười phần thần tính. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Người đàn ông áo xanh không đáp lời mà quay đầu nhìn sang Diệp Quân, cười nói, ông nội nghe theo cháu, nếu cháu nói muốn tiêu diệt thì tộc tiên linh sẽ biến mất khỏi thế gian từ đây, nếu cháu nói giữ lại thì họ có thể sống. Diệp Quân. Tất cả người tộc tiên linh đều quay đầu lại nhìn Diệp Quân. Thanh Chi cũng nhìn Diệp Quân, hai tay cô ấy siết chặt lại nhưng không nói gì. Diệp Quân lặng thinh hồi lâu, bỗng nhìn Thanh Chi cô nương, cô dẫn người trong phân nhánh dòng tộc của cô đi đi. Phân nhánh dòng tộc Thanh Chi. Thanh Chi thở phào, vẻ mặt hơi phức tạp, sau đó cung kính nói cảm ơn. Diệp Quân lại lắc đầu, không cần cảm ơn. Thanh Chi định nói gì nữa, ngay lúc này tiên tổ tộc tiên linh bỗng trở tay rồi đè xuống. Cách đó không xa, Thanh Giác bị một sức mạnh đáng sợ tiêu diệt. Ngay khi mọi người còn cảm thấy khó hiểu, Thanh Giác bỗng nói, bắt đầu từ lúc này, Thanh Chi là tộc trưởng tộc tiên linh. Mọi người sửng sốt. Ông lão bỗng xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn bí ẩn chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Chi. Ông ta khẽ cười nói, vật này chứa đựng truyền thừa, tích lũy cả đời của ta và một tia thần hồn, từ nay về sau ngươi sẽ là tộc trưởng tộc tiên linh. Thanh Chi không biết phải làm sao. Ông lão lại không nói gì thêm, ông ta nhìn người đàn ông áo xanh ở một bên, mỉm cười, núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay ta xem như được mở rộng tầm mắt. Nói rồi cả người ông ta lập tức trở nên mờ ảo, sau đó biến mất. Lúc này các cường giả tộc tiên linh còn sống cũng hoàn hồn, lập tức cung kính hành lễ với Thanh Chi kính chào tộc trưởng. Tộc trưởng, mọi người đều quỳ xuống đất, sau đó lo lắng chờ đợi. Dĩ nhiên họ biết ý đồ của tiên tổ nhà mình, nhưng cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào vị Diệp công tử này. Thanh Chi mặc kệ đám người trong tộc tiên linh, xoay người lại nhìn Diệp Quân ở đằng xa, cô ấy mím môi không nói gì. Diệp Quân cũng không lên tiếng. Thanh Chi im lặng cúi đầu xuống, hai tay hơi run. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng cười nói, Thanh Chi cô nương, còn nhớ một lời hẹn của chúng ta không? Thanh Chi khó hiểu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, chúng ta đã hứa với nhau đến lúc đó cùng đến rừng sâu thần hư để thám hiểm. Thanh Chi sửng sốt, sau đó mỉm cười, nhớ chứ, Diệp Quân cười nói, đến lúc đó ta đến tìm cô, còn nữa, ta từng nói chúng ta là bạn, ta nghiêm túc đấy. Nói xong, hắn quay sang nhìn người đàn ông áo xanh, ông nội, chúng ta đi thôi. Người đàn ông áo xanh cười nói, ừ. Dứt lời, hai ông cháu biến mất khỏi đó. Tất cả người tộc tiên linh đều như thoát khỏi gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Thanh Chi nở nụ cười động lòng người. Cô ấy biết người đàn ông này xem cô ấy là bạn thật. Ở một nơi nào đó, một cô gái nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt phức tạp. Cô gái này chính là Thanh An người dẫn Diệp Quân bước vào tộc tiên linh lúc đầu. Bạn ư, nếu lúc đầu mình không đưa ra quyết định như vậy thì có lẽ mình và hắn cũng có thể trở thành bạn nhỉ. Thế nhưng lúc đầu mình lại sợ người trong tộc dị nghị nên vạch rõ quan hệ với hắn, mà lúc đó hắn cũng chẳng tức giận. Tại sao lại không tức giận? Vì người ta không xem tộc tiên linh là cái đinh gì cả. Sự kiêu ngạo của tộc tiên linh chẳng qua chỉ là một trò cười với người ta mà thôi. Thanh An khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Ở một bên khác, Lâu Đắc Nguyệt bước đến trước mặt Thanh Chi, mỉm cười, chúc mừng. Mặc dù trận chiến này tộc tiên linh bị một cú đả kích chí mạng nhưng cũng may không bị diệt tộc, hơn nữa căn cơ vẫn còn. Dù sao người mà người đàn ông áo xanh đó giết trước đó chỉ là vài cường giả đỉnh cấp của tộc tiên linh mà thôi. Hơn nữa thư viện quan huyên cũng chưa cướp bóc gì của tộc tiên linh. Thế nên tộc tiên linh chỉ cần phát triển tốt, sau này muốn quay lại thời kỳ đỉnh cao cũng không phải không thể.
Quan trọng nhất là trước đó thư viện Quan Huyên và tộc Tiên Linh là kẻ thù một mất một còn, nhưng quan hệ hiện giờ của tộc Tiên Linh và thư viện Quan Huyên không còn bình thường nữa. Thanh Chi nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi phức tạp. Trận chiến này tộc Tiên Linh suýt nữa bị tiêu diệt, điều này khiến cô ấy hiểu ra núi cao còn có núi cao hơn, dù sau này tộc Tiên Linh có trưởng thành đến mức nào cũng không thể kiêu ngạo. Lâu Đắc Nguyệt bỗng nói, hai người đã hẹn nhau đến rừng sâu thần hư à? Thanh Chi khẽ gật đầu, trước đó ta từng nói một câu như thế, không ngờ hắn lại nghiêm túc. Lâu Đắc Nguyệt chớp mắt, phải nắm chắc cơ hội này. Dĩ nhiên Thanh Chi hiểu ý của Lâu Đắc Nguyệt, lập tức lắc đầu mỉm cười, bọn ta chỉ là bạn thôi. Lâu Đắc Nguyệt bĩu môi, nếu hắn không có ý với cô thì sẽ bỏ qua cho tộc Tiên Linh, hơn nữa còn không cướp bóc tộc Tiên Linh các cô sao? Cướp bóc nền văn minh. Chiến tranh giữa các nền văn minh thường là do cướp đoạt tài nguyên, tộc Tiên Linh tích lũy tài nguyên nhiều năm như vậy, tài nguyên chắc chắn rất phong phú, nhưng Diệp Quân lại không cướp đoạt chúng, sở dĩ hắn không làm thế dĩ nhiên là vì Thanh Chi. Chỉ là bạn thì sao đối phương lại làm như thế? Để cho dòng tộc của ngươi rời đi, không đuổi tận giết tuyệt đã là nhân từ lắm rồi. Phải biết rằng, chiến tranh giữa các nền văn minh thường là đuổi cùng giết tận, không để lại hậu họa. Thanh Chi lắc đầu khẽ cười, không nói chuyện này nữa, tiếp theo cô có kế hoạch gì không? Lâu Đắc Nguyệt cười nói, hợp tác với Thư viện Quan Huyên, hợp tác toàn diện, mọi người cùng chung tay phát triển. Thanh Chi khẽ gật đầu, được đấy. Nói đến đây, cô ấy như nghĩ tới điều gì, bỗng nhìn Lâu Đắc Nguyệt, hay là cô kết hôn với Diệp Công Tử, cô gả cho hắn, sau đó sinh một đứa con trai. Như thế nền văn minh thần chi của cô muốn quay lại thời kỳ đỉnh cao chẳng phải rất đơn giản sao? Lâu Đắc Nguyệt chớp mắt, hình như cũng không phải không được. Ha ha, dù sao tên này cũng có vẻ ngoài cũng đẹp trai, ngủ với hắn, ta nghĩ có thể chấp nhận được. Thanh Chi. Nhìn nụ cười dung tục của Lâu Đắc Nguyệt, Thanh Chi lắc đầu nhoẻn miệng cười. Tình cảm nam nữ ư. Thành thật mà nói, cô ấy có cảm tình với Diệp Công Tử. Nhưng vẫn chưa đến mức có tình cảm nam nữ. Tình cảm nam nữ phải thuận theo tự nhiên mới là tốt. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt cũng dừng lại, cô ấy nhìn những cường giả tộc Tiên Linh đang quỳ trên mặt đất, nói tiếp theo cô định làm gì. Thanh Chi trầm mặc một lát rồi nói, chỉnh đốn tộc Tiên Linh. Điều đầu tiên cô ấy muốn thay đổi là sự kiêu ngạo của người trong tộc Tiên Linh. Kể từ hôm nay, tộc Tiên Linh sẽ không thể tiếp tục cao ngạo được nữa. Đồng người tộc Tiên Linh cũng phải bước ra hòa nhập với thế giới. Lâu Đắc Nguyệt gật đầu, ta phải nhắc nhở cô, mặc dù tộc Tiên Linh chưa bị tiêu diệt, nhưng nguyên khí đã bị tổn hại nặng nề, hơn nữa ông nội của Diệp Công Tử đã giết rất nhiều người tộc Tiên Linh, sẽ có rất nhiều người căm hận. Thanh Chi tự chế giễu, căm hận hả? Bọn họ có tư cách gì mà căm hận chứ? Đừng nói là kiếm chủ Thanh Sam, mà ngay cả Diệp Công Tử, tộc Tiên Linh ta cũng không thể chống lại nổi. Trong tình huống này, nếu còn căm hận thì đáng bị diệt tộc. Lâu Đắc Nguyệt cũng thở dài, thực lực của Diệp Công Tử cũng tiến bộ quá nhanh. Nói đến đây, cô ấy như nghĩ ra điều gì đó, nhíu mày nói, người đàn ông áo đen lúc nãy đi cùng tộc trưởng các cô hình như là người của rừng sâu thần hư. Thanh Chi cũng nhíu mày. Nền văn minh xâm lâm của rừng sâu thần hư chẳng phải đã chuyển đi rồi sao? Lại quay về nữa à? Thanh Chi thấy hơi lo lắng. Ở một diễn biến khác, trong tinh không, Diệp Quân và người đàn ông áo xanh chậm rãi đi cạnh nhau. Người đàn ông áo xanh cười nói, cháu khiến ta hơi bất ngờ đấy. Diệp Quân hơi nghi hoặc, bất ngờ gì ạ? Người đàn ông áo xanh gật đầu, tốc độ trưởng thành của cháu rất nhanh. Diệp Quân cười nói, là chuyện tốt hay xấu? Người đàn ông áo xanh nói, nếu tâm cảnh theo kịp thì là chuyện tốt, ngược lại thì là chuyện xấu. Tâm cảnh. Diệp Quân trầm mặc. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, nhưng bây giờ xem ra tâm cảnh của cháu cũng rất tốt, nhưng vẫn cần rèn luyện thêm. Diệp Quân gật đầu, cháu chuẩn bị ra ngoài luyện tập. Người đàn ông áo xanh cười nói, được. Ông ấy nhìn về phía tinh không xa xôi, ta sắp phải đi rồi, có gì thắc mắc thì hỏi đi. Diệp Quân nghiêm túc nói, ông nội, ông có thể nói cho cháu biết về cảnh giới nhất đạo không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Ông không tu cảnh giới, cho nên không hiểu nhiều về cảnh giới nhất đạo. Diệp Quân cười khổ. Người đàn ông áo xanh cười nói, mặc dù không hiểu nhiều nhưng vẫn biết chút ít,
chúng ta nói về cảnh giới thần đạo đi. Diệp Quân gật đầu, vâng. Người đàn ông áo xanh nói, cảnh giới thần đạo cũng là tu thần tính càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Hiện giờ ở vũ trụ văn minh, 9 phần thần tính gần như là đỉnh cao, nhưng ở giữa các cường giả 9 phần thần tính cũng phân mạnh yếu, bởi vì giữa 9 phần thần tính, có người thần tính thuần khiết, có người thần tính hỗn tạp, giữa hai người họ cách biệt cả trời đất. Diệp Quân khẽ gật đầu, còn gì nữa không ông? Người đàn ông áo xanh nói tiếp, giữa 9 phần thần tính còn có một cảnh giới đặc biệt gọi là độc khai nhất đạo. Diệp Quân trầm giọng nói, độc khai nhất đạo ư? Người đàn ông áo xanh gật đầu, 9 phần thần tính là một phương pháp tu hành cổ xưa, cách nói giữa các thời đại văn minh không giống nhau. Ví dụ, nơi đây gọi là cảnh giới thần đạo, nhưng ở nền văn minh khác lại gọi tên khác. Độc khai nhất đạo là mở ra một con đường mới trên con đường ban đầu. Ví dụ như tông chủ quá khứ tông, mặc dù cô ta cũng là cường giả 9 phần thần tính, nhưng thực lực của cô ta lại không thể so với hai người trước. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, thì ra là vậy. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, mà cao hơn nữa thì gọi là nhân tính. Diệp Quân vội hỏi, nhân tính sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, nói phức tạp quá cháu sẽ không hiểu nên ông sẽ nói đơn giản thôi. Cổ ngữ nói, bản tính con người vốn là thiện, nhưng thực ra cũng có phần ác, có người tu thiện trừ ác, cũng có người tu ác trừ thiện, cho dù là tu luyện kiểu gì thì quan trọng nhất cũng là biết rõ bản thân, quy phục bản thân và làm chính mình. Diệp Quân trầm mặc. Lúc này, hắn nhớ đến lời cô váy trắng nói lúc rời đi rằng phải hiểu rõ nội tâm, khuất phục nội tâm và nghe theo trái tim. Người đàn ông áo xanh cười nói, nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất khó, rất nhiều người không thể nhận thức bản thân chứ đừng nói đến việc khuất phục bản thân. Tu luyện nhân tính đồng nghĩa với việc khuất phục một mặt của chính mình, đương nhiên cũng có người không muốn tiến xa hơn, vì vậy đứng yên tại chỗ. Diệp Quân hơi khó hiểu, nghĩa là sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, muốn tu luyện nhân tính, trước tiên phải đạt đến 10 phần thần tính. Mà muốn đạt tới 10 phần thần tính thì phải diệt sạch tia nhân tính cuối cùng của mình, thường thường rất khó diệt tia nhân tính cuối cùng, bởi vì đó là ý định và tâm nguyện ban đầu của cháu. Diệp Quân trầm mặc. Lúc này, hắn nghĩ tới một người là thần nhất. Đối phương không chọn bước cuối cùng. Thời đại này sẽ là của ta. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, ta biết có hai người vẫn chưa xóa sạch tia nhân tính cuối cùng, người thứ nhất là thần nhất, người thứ hai là tông chủ quá khứ tông. Tông chủ quá khứ tông. Nghe đến cái tên này, Diệp Quân sa sầm mặt mày, lúc trước suýt chút nữa hắn đã bị người này giết chết. Người đàn ông áo xanh nói, mặc dù bọn họ vẫn chưa đi tới bước cuối cùng, nhưng thực lực của bọn họ mạnh hơn cả cường giả 10 phần thần tính, đặc biệt là tông chủ quá khứ tông. Diệp Quân không hỏi, tại sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, chấp niệm. Diệp Quân trầm giọng nói, tiên nhân tính cuối cùng là chấp niệm. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng vậy. Loại người này dùng chấp niệm để nhập đạo, vì vậy chấp niệm là trở ngại lớn nhất của bọn họ, nhưng cũng là động lực lớn nhất của bọn họ. Cứ như vậy, con đường bọn họ đi sẽ dần trở nên cực đoan. Tông chủ quá khứ tông đã độc khai nhất đạo, con đường của cô ta cũng hơi khác biệt. Vì vậy, mặc dù cô ta vẫn là cường giả 9 phần thần tính, nhưng những người cùng cảnh giới không thể sánh bằng. Diệp Quân gật đầu, cháu hiểu rồi ạ. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Quân, con đường cháu đang đi vẫn là con đường cũ bình thường, không có vấn đề gì, bởi vì trước đây ta cũng đi con đường này, nhưng khi cháu tiến vào cảnh giới thần đạo, bắt đầu tu luyện thần tính thì cháu phải cẩn thận, bởi vì tu luyện thần tính có thể khiến bản thân lạc lối, đương nhiên, loại lạc lối đó có thể đạt tới sức mạnh vô hạn. Nói tới đây, ông ấy lắc đầu cười, thực ra bây giờ nói đến những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cháu phải tự mình đi trên con đường này thì mới hiểu được. Diệp Quân cười nói, ông nội tài giỏi như vậy, cháu cũng không thể thua kém được, cháu sẽ cố gắng. Ha ha! Người đàn ông áo xanh cười lớn. Diệp Quân cũng bật cười theo. Phải nói rằng, hắn vẫn cảm thấy rất may mắn, mặc dù trước đây bị nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng ở nhà họ Diệp, hắn sống cũng khá tốt. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên nhớ tới nhà họ Diệp. Tộc trưởng Diệp Tiêu, lão đệ Diệp Khải, cuộc đời mặc dù rất gian truân, nhưng bây giờ nhìn lại thực sự là vui vẻ hơn nhiều. Lúc này, ông lão áo xanh chợt bỗng dừng bước, ông ấy chỉ về phía vũ trụ bao la, cháu biết vũ trụ này rộng lớn thế nào không?
Diệp Quân lắc đầu, cháu không biết. Người đàn ông áo xanh đáp, vô tận. Diệp Quân trầm mặc. Người đàn ông áo xanh nói, cháu từng đến hệ Ngân Hà rồi phải không? Diệp Quân gật đầu, vâng thưa ông. Người đàn ông áo xanh nhẹ nhàng nói, ban đầu, người của hệ Ngân Hà nghèo đến mức không thể ra khỏi tinh vực của bọn họ, cháu biết vì sao không? Diệp Quân đáp, thực lực không đủ. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười, quả thực cháu chưa đủ mạnh, nhưng cụ thể hơn là tốc độ của bọn họ không đủ nhanh. Ví dụ, bọn họ có thể lợi dụng một số phương pháp đặc biệt để quan sát nền văn minh hàng nghìn năm trước, nhưng bọn họ nhìn thấy lại là cảnh tượng mấy nghìn năm trước. Diệp Quân trầm giọng nói, thời gian. Người đàn ông áo xanh cười lớn, không hổ là cháu trai ta, thật thông minh. Diệp Quân. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, thời gian là quy tắc vô hình trong vũ trụ, quy tắc này ban đầu là để bảo vệ các nền văn minh vũ trụ, bởi vì tốc độ của mọi người đều chậm, vì vậy cho dù phát hiện ra nhau thì cũng không thể gặp mặt. Nhưng về sau, mọi người đã thông qua tu luyện để mạnh hơn, cho nên các nền văn minh mới va chạm, gây ra chiến tranh, vũ trụ ngày càng loạn. Vẻ mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm túc, ý của ông nội là nếu cháu muốn tạo ra trật tự mới và giải quyết mâu thuẫn giữa các nền văn minh vũ trụ thì có thể dùng phương pháp này. Người đàn ông áo xanh mỉm cười, đúng vậy, đương nhiên ông còn có ý khác. Diệp Quân nói, thời gian tu luyện. Người đàn ông áo xanh cười lớn, trong mắt tràn đầy niềm vui. Ông ấy muốn Diệp Quân tự mình đi trên những con đường này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cho hắn. Nhưng cũng đã từng để Diệp Quân đi qua rất nhiều đường vòng. Có thể nói rằng ông ấy đã chỉ ra một con đường cho Diệp Quân chỉ cần đi theo con đường này là được. Trên con đường tu luyện mênh mông này, muốn tránh đường vòng đã là tài giỏi lắm rồi. Thời gian, Diệp Quân lại nghĩ đến thời không đặc biệt mà cô váy trắng để lại. Nghĩ đến đây, Diệp Quân lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù cô váy trắng không nói rõ với hắn những chuyện này. Nhưng bà ấy đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Thời gian. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, nhẹ nhàng nói, tháp ra, tương lai thời đại này sẽ là của ta. Có người thân tài giỏi như vậy, sao phải lo đại sự không thành? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, là của chúng ta. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 72.